Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 143. Trương Tiết Diệp Khuynh Thành tạm thời khôi phục tu vi sự tình, để tránh đánh rắn động cỏ, cũng không có nói cho người thứ tư, chỉ có Tiêu Phàm, Diệp Khuynh Thành cùng Diệp Thệ Chi biết rõ. Tiêu Phàm cũng dứt khoát hỗ trợ đến giúp ngọn nguồn, tất nhiên Diệp Khuynh Thành muốn tranh đoạt Diệp gia tiên tổ truyền thừa, vậy liền như ước nguyện của hắn. Dù sao, Diệp Khuynh Thành hiện tại cũng coi là tu la điện người, tự nhiên nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Về phần bách sát các cùng đế cung sự tình, Tiêu Phàm tạm thời đặt ở một bên, dù sao còn có kỳ hạn một năm. Huống chi, hướng Nam Phong muốn làm khó hắn, trong thời gian ngắn đoán chừng cũng không thể mượn nhờ truyền tống trận rời đi, chỉ có thể quay đầu lại nghĩ biện pháp. Nếu là Diệp Khuynh Thành có thể trở thành đời sau chủ nhà họ Diệp, lấy Diệp ra thủ đoạn, muốn sử dụng truyền tống trận, tự nhiên không phải bao lớn việc khó. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết, Diệp Tam Sinh bọn họ kia nhất mạch, là không thể nào dễ dàng như thế đem Diệp gia tiên tổ truyền thừa tặng cho Diệp Khuynh Thành. 3 tháng, Tiêu Phàm phần lớn thời gian đều đang Vạn La Đế Vực đi dạo, cái này khiến Vạn La Đế Vực tu sĩ khí nghiến răng nghiến lợi, nhiều lần kém chút nhịn không được xuất thủ. Nhưng mà Tiêu Phàm chính là như thế trắng trợn, căn bản không đem hướng ra để ở trong lòng. Chỉ cần hắn bây giờ còn là đế cung cùng bách sát các người, hướng ra cũng không dám ở Vạn La Đế Vực động thủ. Hướng ra người đều đang đợi, chỉ cần kỳ hạn một năm đi qua, chính là Tiêu Phàm tử kỳ. Tuy nói Tiêu Phàm ở Vạn La Đế Vực du ngoạn 3 tháng, nhưng hắn cũng một khắc không ngừng lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc lực lượng, trong cõi u minh hắn luôn cảm giác bắt được cái gì. Nhưng khi hắn cố ý đi bắt thời điểm, rồi lại cái gì đều không bắt được. Đến cùng kém một điểm gì đó đây, Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, trầm tư suy nghĩ lấy, ngay sau đó ngẩng đầu từ từ xem hướng ngoài cửa sổ, 3 tháng đã đến, Diệp gia tiên tổ truyền thừa tranh đoạt cũng không xê xích gì nhiều a. Tiêu Phàm thoại âm vừa dứt, bên ngoài liền truyền đến một loạt tiếng bước chân, Tiêu Phàm trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Giờ phút này, Vạn La Đế Vực Diệp Phủ, một mảnh rộng lớn trên quảng trường, tụ tập vô số tu sĩ, tất cả đều nín thở ngưng thần, một mặt chờ mong nhìn xem trong sân rộng. Trên quảng trường, có một cái to lớn hình tròn ngọc đài, trên đài ngọc phương điêu khắc vô số thần bí đường vân, lờ mờ chán phóng không gian ba động. Đây là thông hướng nơi truyền thừa đơn hướng truyền tống trận, truyền thừa xa xưa, chỉ có đặc biệt người có thể sử dụng, tự nhiên so ra kém Vạn La Đế Thành truyền tống hướng man hoang cổ cương truyền tống ngọc đài. Tiên tổ mộ rốt cuộc phải mở ra, nếu là có thể lấy được tiên tổ tán thành, lấy được tân hỏa truyền thừa, kia liền là tương lai gia chủ. Đừng si tâm vọng tưởng, có thể trở thành đời sau gia chủ, chỉ có Diệp Tam Sinh đại ca, chúng ta những người này, tối đa chỉ là bồi chạy mà thôi. Đó cũng là, nếu như Diệp Khuynh Thành ở, có lẽ còn có chút đáng xem, đáng tiếc, Diệp Khuynh Thành tu vi bị phế, đoán chừng liền truyền tống trận không gian áp lực đều chịu không được a. Về sau, Diệp gia quy củ sợ là phải đổi. Đám người xì xào bàn tán, người sáng suốt đều biết Diệp Khuynh Thành thụ thương là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn lại chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Diệp gia quy củ, cố nhiên là mỗi người đều có hy vọng trở thành chủ nhà họ Diệp, có thể theo thời gian đưa đẩy, quy củ này đã biến vị đạo. Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này, đã có mấy người liên tục trở thành chủ nhà họ Diệp. Cũng không phải Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này thiên phú cường đại cỡ nào, hoặc là huyết mạch cỡ nào tinh khiết. Mà là bởi vì, mặt khác Diệp gia con em dòng thứ, thiên phú cường đại cùng huyết mạch thuần khiết người, cuối cùng sẽ phát sinh một chút ngoài ý muốn, cuối cùng chết yểu. Diệp gia chi thứ bản thân tự nhiên là hy vọng có người có thể đánh vỡ loại này quy tắc, có thể duy nhất có hy vọng Diệp Khuynh Thành liền tiến vào tiên tổ mộ tư cách đều đã mất đi, muốn ngăn chặn Diệp Tam Sinh một đầu. Cơ bản là không thể nào. Diệp Tam Sinh đứng ở quảng trường ngay trung tâm, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh nhạt, tựa như Diệp gia tiên tổ truyền thừa, đã là hắn vật trong bàn tay. Chí ít, Diệp Tam Sinh cùng bọn hắn mạch này người thì cho là như vậy. Nhìn thấy Diệp Tam Sinh sắc mặt, Diệp gia con em dòng thứ 10 điểm khó chịu, có thể lại không thể làm gì. Tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm. Lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Lại là một lão giả trống rỗng xuất hiện ở ngọc đài phía trên. Đám người thần sắc nghiêm một chút, ánh mắt sáng quắc hướng về truyền tống ngọc đài. Người hậu tuyển, đạp vào truyền tống ngọc đài.
Lão giả mở miệng nói, cho đi phía dưới Diệp Tam Sinh một cái yên tâm ánh mắt. Diệp Tam Sinh lách mình xuất hiện ở truyền tống ngọc đài phía trên, ở hắn một bên, còn đứng một người, người này không phải người xa lạ, chính là Hướng Nam Phong, hiển nhiên, hắn liền là Diệp Tam Sinh nhờ người ngoài. Những người khác đắng chát cười một tiếng, cũng nhao nhao đạp vào truyền tống ngọc đài, cùng Diệp Tam Sinh giao phong, bọn họ đã mất đi tự tin. Vô luận Diệp Tam Sinh cũng tốt, vẫn là Hướng Nam Phong cũng được, cũng là Vạn La Đế vực người nổi bật, vô luận thực lực vẫn là địa vị, đều ở trên bọn họ, ai lại dám đối địch với bọn hắn. Tham gia lần này tiên tổ truyền thừa tranh đoạt, bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Sau nửa ngày, Diệp gia người hậu tuyển nhao nhao đạp vào truyền tống ngọc đài, tất cả lộ ra gió êm sóng lặng, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ quái dị bầu không khí. Một số người ánh mắt thỉnh thoảng quét mắt bốn phía, tựa như đang đợi người nào đó đến. Đến giờ, mở ra truyền tống, lão giả nhàn nhạt mở miệng, nhẹ nhàng vung lên. Bất quá lời còn chưa dứt, lại bị một thanh âm cắt ngang, chờ chút. Thanh âm không lớn, lại vang vọng toàn trường, đám người ánh mắt lập tức dọc theo nguồn thanh âm nhìn lại, lại là nhìn thấy hai bóng người cực tốc hướng về nơi đây chạy đến. Đó là Diệp Khuynh Thành. Đám người nhận ra một người trong đó, không khỏi kinh hô mà ra, rất nhiều người càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Khuynh Thành không phải là bị phế tu vi sao, làm sao có thể đạp không mà đi. Hơn nữa, trên người phát ra khí thế, đem so với trước càng đáng sợ hơn, này rõ ràng là đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong tiết tấu A. Diệp Tam Sinh con người hơi hơi co rụt lại, đáy mắt chỗ sâu đều là vẻ không tin, bất quá, khi hắn nhìn thấy Diệp Khuynh Thành người bên cạnh lúc, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên. Đây không phải là Tiêu Phàm sao? Hắn làm sao cũng ở nơi này? Người sợ là cô lậu quả văn A, Tiêu Phàm sớm ở 3 tháng trước liền đi tới Vạn La Đế Thành, hơn nữa còn giết Hướng ra một nô bộc, phế một cái ngoại môn trưởng lão tu vi. Tiểu tử này, ở đâu cũng là bá đạo như vậy A, chỉ là không nghĩ tới Diệp Khuynh Thành vậy mà bình an vô sự, hơn nữa, còn mời Tiêu Phàm cùng hắn cùng một chỗ tranh đoạt tiên tổ truyền thừa. Một lần này có ý tứ, Tiêu Phàm biệt hiệu Kiếm Hồng Trần, nhưng là ở Bách Sát chiến trường, lấy được hạng 3 thành tích, hơn nữa hắn có vẻ như đã đột phá thần vương cảnh đỉnh phong. Đám người ngươi một lời, ta một câu, trong giọng nói chẳng lẽ chấn kinh chi sắc. Bọn họ không chỉ chấn kinh Diệp Khuynh Thành hoàn hảo không chút tổn hại, cũng đồng dạng chấn kinh Tiêu Phàm đến. Kiếm Hồng Trần, Diệp Tam Sinh khẽ cắn môi, tất cả đều nắm chặt, phát ra một trận ken két thanh âm. Một bên Hướng Nam Phong cũng chẳng tốt đẹp gì, sát ý không thêm mảy may che giấu. Diệp Khuynh Thành bình tĩnh rơi vào truyền tống ngọc đài phía trên, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, chẳng qua là khi hắn nhìn về phía Diệp Tam Sinh lúc, khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện lên một vòng hí ngược chi sắc, thản nhiên nói, ta tới không muộn a. Diệp Khuynh Thành lời nói rất bình thản, nhưng nghe ở Diệp Tam Sinh đám người trong tai, lại là cực kỳ chói tai. Hắn không phải đã phế tu vi sao, làm sao sẽ còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. Diệp Tam Sinh lạnh lẽo con ngươi nhìn về phía không trung lão giả, tựa như hỏi thăm, hoặc như là đang chất vấn hắn làm việc bất lợi. Lão giả sắc mặt cũng đẹp mắt không đến đâu, lạnh lùng nhìn xem Diệp Khuynh Thành nói, Diệp Khuynh Thành, ngươi tới muộn. Muộn sao, Diệp Khuynh Thành thần sắc lạnh nhạt, tựa như hoàn toàn biến thành người khác đồng dạng, nói, dựa theo gia tộc quy củ. Tân hỏa truyền thừa kỳ hạn 3 tháng, trong vòng 3 tháng, chỉ cần là Diệp gia thần vương cảnh phía dưới tu sĩ, tùy thời đều có thể tiến vào tổ mộ. Lão giả nghe vậy, sắc mặt một mảnh tái nhợt, nếu như là bình thường, lão giả căn bản sẽ không đem Diệp Khuynh Thành lời nói để ở trong lòng. Bất quá, Diệp Khuynh Thành bây giờ là ngay trước Diệp gia tất cả mọi người nói ra, hơn nữa còn là Diệp gia lão tổ định ra quy củ, hắn lại như thế nào phản bác đây? Đừng nhìn Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này chủ quản Diệp gia, còn không tới hoàn toàn nắm vững cấp độ. Một hai cái chi thứ tự nhiên không phải đối thủ của bọn họ, nhưng rất nhiều chi thứ nếu là liên hợp lại, Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này, cũng chưa chắc gánh vác được. Hơn nữa, rất nhiều chi thứ thế nhưng là ước gì Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này lui xuống, dạng này bọn họ đời sau mới có cơ hội. Nếu là Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này một mực trưởng quản vị trí gia chủ, đợi một thời gian, mặt khác chi thứ đoán chừng lại cũng khó khăn lật lên bất luận cái gì gợn sóng. Đại trưởng lão, Diệp Khuynh Thành nói không sai,
chỉ cần là Diệp gia đệ tử, liền có thể tiến vào tổ mộ, hiện tại tổ mộ còn chưa mở ra, cũng không tính muộn. Lúc này, Diệp gia một vị trưởng lão đột nhiên đứng ra nói. Ta Diệp gia tiên tổ quy củ, theo thời gian đưa đẩy, đã chậm rãi bị người quên đi sao? Lại một vị trưởng lão mở miệng nói. Đại trưởng lão, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là mở ra tổ mộ a. Vị thứ ba trưởng lão mở miệng. Không trung lão giả sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thân thể khí run nhẹ nhẹ, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại, cắn răng nói, bắt đầu đi. Diệp gia nhiều trưởng lão như vậy mở miệng, lão giả thân làm đại trưởng lão, cũng không tiện độc tài, chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống trong bụng. Diệp Khuynh Thành thần sắc từ đầu đến cuối không hề bận tâm, tất cả những thứ này tựa như đã sớm ở hắn trong dự liệu, hơn nữa, hắn những cái này cũng không phải là đang giúp hắn, mà là đang giúp bọn hắn bản thân. Chỉ cần hắn Diệp Khuynh Thành đoạt được tiên tổ truyền thừa, bọn họ những trưởng lão này địa vị ngược lại sẽ có chỗ tăng lên, dù sao Diệp Khuynh Thành bọn họ mạch này quá yếu. Ngay tại lúc đó, Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này liền sẽ bị đả kích, này tăng kia giảm, song phương thực lực liền sẽ chậm rãi san bằng. Có ý tứ, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, hắn đột nhiên phát hiện, Diệp gia quy củ rất có ý nghĩa. Chỉ là hắn nghi hoặc là, Diệp gia tiên tổ lúc trước vì sao sẽ định ra quỷ dị như vậy quy củ, chẳng lẽ là không nghĩ Diệp gia cường đại sao? Một cái chân chính gia tộc, chỉ có nhất mạch cầm quyền, mới có thể chân chính cường đại lên, mà Diệp gia nội bộ tiêu hao nghiêm trọng, căn bản là không có cách xưng bá. Khó trách Diệp gia vẫn luôn chỉ có thể là người khác phụ thuộc. Ong ong từng đạo dáng hồng mang đột nhiên từ truyền tống ngọc đài phía trên bắn ra. Ngay sau đó một cỗ mãnh liệt không gian năng lượng bao phủ đám người, hư không đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Đám người không có phản kháng, mặc cho không gian kia năng lượng liên lụy, trong lúc hô hấp, đám người lập tức biến mất ở truyền tống ngọc đài phía trên, bốn phía đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, bản thân lại là xuất hiện ở âm u khắp trốn không gian, thiên khung phủ đầy mây đen, quả thực là cực kỳ quỷ dị. Người đâu, ngắm nhìn bốn phía, Tiêu Phàm lại là không thấy bất luận bóng người nào, cách mình gần nhất Diệp Khuynh Thành, vậy mà không thấy. Ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía từng tòa đen kịt sơn phong đứng vững, giống như từng chuôi bảo kiếm tuyệt thế, cắm ở đại địa phía trên, lộ ra một cỗ vô địch phong duệ chi khí. Điện chủ, người lại phương nào? Đột nhiên, Tiêu Phàm lấy ra một mai truyền âm ngọc phù, bên trong truyền đến Diệp Khuynh Thành thanh âm. Ta cũng không biết ở đâu. Bất quá ở một tòa kiếm phong bên trên. Tiêu Phàm hồi đáp. Ta cũng ở một tòa kiếm phong phía trên, mảnh không gian này, tên là U Minh Kiếm Hải, chính là Diệp gia tiên tổ luyện chế một kiện pháp bảo, người thấy được chỗ sâu nhất tòa kia cao nhất kiếm phong sao. Diệp Khuynh Thành thanh âm lần nữa truyền đến. Thấy được, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại là nhìn thấy một tòa ma nhạc cắm vào mây xanh, một cái vậy mà trông không đến cuối cùng. Tòa kia kiếm phong. Tên là Lăng Tiên Phong, chính là Diệp gia tiên tổ chi mộ, cũng là chúng ta mục tiêu, mặt khác, hiện tại chúng ta cần làm, là chiếm lấy mặt khác Diệp gia đệ tử ngọc bài càng nhiều càng tốt. Diệp Khuynh Thành ngưng trọng nói ra, có thể giết người sao? Tiêu Phàm nhíu mày, tất nhiên muốn cướp đoạt mệnh bài, kia khó tránh khỏi sẽ sinh ra xung đột. Tiến vào U Minh Kiếm Hải, sinh tử do mệnh, Diệp Khuynh Thành trầm giọng nói, tốt, kia Lăng Tiên Phong gặp. Tiêu Phàm trực tiếp thu hồi truyền âm ngọc phù, trong mắt bắn ra vẻ ác liệt quang mang. Ngay sau đó, Tiêu Phàm đạp không mà lên, bay thẳng Lăng Tiên Phong đi, tất nhiên đáp ứng Diệp Khuynh Thành thỉnh cầu, hắn tự nhiên muốn làm tốt nhất. Hồng hộc, đột nhiên, một đạo lăng lệ kiếm khí từ trong núi rừng phóng lên tận trời, bay thẳng Tiêu Phàm mà tới. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, bản thân vừa rồi vậy mà không có phát hiện phía dưới bóng người. Người này ẩn tàng thật đúng là không phải bình thường sâu. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không để bụng, tất nhiên nơi này có thể giết người, vậy hắn cũng không có gì cố kỵ. Mắt thấy đạo kiếm quang kia sắp tới gần thời khắc, Tiêu Phàm chân đạp huyền diệu bộ pháp, giống như một trận gió đồng dạng, lập tức tại chỗ biến mất. Đáng chết, ngọc bài đây. Một hơi về sau, một đạo người áo đen ảnh từ núi rừng bên trong phóng lên tận trời, nhìn xung quanh bốn phía. Lại không nhìn thấy bất luận cái gì ngọc bài, không khỏi phun một bãi đờm nói, thực sự là suối quẩy, không nghĩ tới cái thứ nhất gặp gỡ chính là ngoại viện.
Từng cái Diệp gia người hậu tuyển cũng có một khối ngọc bài, nhưng ngoại viện là không có ngọc bài, cho nên người này cho rằng giết chết chỉ là Diệp gia tu sĩ nhờ người ngoài mà thôi. Người cứ như vậy nghĩ ra được ngọc bài sao? Đột nhiên, một đạo nghiền ngẫm thanh âm vang lên. Người áo đen thấy thế, vội vàng hướng phía sau thối lui, hắn kinh dị phát hiện, bản thân vừa mới đánh lén người kia, lại còn sống sót. Làm sao có thể, ngươi làm sao tránh thoát đi? Người áo đen kinh hãi nói. Bởi vì ngươi thực lực quá yếu. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn liếc mắt liền nhìn ra người áo đen tu vi, chỉ là thần vương cảnh hậu kỳ mà thôi. Nếu là đặt ở bình thường cổ vực, đó cũng coi là cường giả, có thể ở trước mặt Tiêu Phàm, còn chưa đáng kể. Quá yếu sao, người áo đen sắc mặt biến hóa, chỉ là không đợi hắn lấy lại tinh thần, lại là phát hiện Tiêu Phàm đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái tay bỗng nhiên bóp cổ của hắn. Ta nói ngươi quá yếu, ngươi còn không tin. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem người áo đen nói. Ngọc bài cho ngươi, thả ta rời đi. Người áo đen từ giữa hàm răng gạt ra một câu nói, ở trước mặt Tiêu Phàm, hắn giống như một chỉ gà thịt, hoàn toàn không có phản kháng chi lực. Cút đi, Tiêu Phàm từ trong tay hắn túm lấy ngọc bài, tiện tay hất lên, người áo đen lập tức giống như đạn pháo bay ngược mà ra, đập ầm ầm ở một tòa kiếm phong phía trên. Nhìn xem trong tay ngọc bài, Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười nói, cái thứ nhất. Thu hoạch một mai ngọc phù, Tiêu Phàm tiến tới không ngừng, tiếp tục hướng về Lăng Tiên Phong chạy tới. Nhưng mà nhường hắn kinh ngạc là, Lăng Tiên Phong nhìn qua đang ở trước mắt, có thể tốc độ của hắn phi hành nửa ngày, lại phát hiện tựa như vẫn như cũ dậm chân tại chỗ đồng dạng, kia Lăng Tiên Phong không phải bình thường xa xôi. Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được, vì sao Diệp gia tân hỏa truyền thừa tranh đoạt cần 3 tháng. Cứ như vậy tốc độ, 3 tháng, cũng chưa chắc có thể đuổi tới Lăng Tiên Phong. Cũng may Tiêu Phàm cũng không phải 10 điểm nhàm chán, ngẫu nhiên toát ra một hai người tới giết hắn, xem như giết thời gian, trên tay ngọc bài cũng đạt tới 5 khối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp gia tham dự tân hỏa truyền thừa tranh đoạt người, cũng đại khái chỉ có chừng 100 người. Tiêu Phàm một người có thể có được 5 khối ngọc bài, đã rất tốt. Về phần những cái kia nghĩ đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết người, cùng nhau bị hắn giải quyết, dù sao nơi này giết người, cũng ở cho phép bên trong, hơn nữa cũng không người biết rõ, giết cũng liền giết. Bất quá tiếp xuống một đoạn thời gian, Tiêu Phàm cũng rất buồn bực, nửa tháng, hắn vậy mà không có đụng phải một người, tựa như tất cả mọi người cố ý trốn tránh hắn một dạng. Xem ra, này U Minh Kiếm Hải cũng không nhỏ a. Tiêu Phàm có loại cảm thán nói, ân. Đột nhiên, Tiêu Phàm nhíu mày lại, ở hắn quanh thân, đột nhiên toát ra một đạo kim sắc hỏa diễm, đồng thời một đạo hơi có vẻ non nớt thanh âm nhớ tới, chủ nhân, kề bên này có một loại hỏa diễm. A, Tiêu Phàm kinh nghi bất định, kinh ngạc quét mắt tứ phương. Chung quanh hỏa diễm khí tức 10 điểm tinh thuần, nên vượt qua thần hỏa, đạt đến đế hỏa cấp bậc, hơn nữa khí tức 10 điểm âm lãnh. Vô tận chi hỏa trong giọng nói đều là vẻ tham lam. Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt, nếu như là thần hỏa còn tốt, lấy thực lực của hắn có thể thử nghiệm tìm kiếm một lần, nhưng nếu là đế hỏa, vậy coi như hoàn toàn vượt quá hắn lực lượng. Chủ nhân, vô luận thần hỏa cũng tốt, đế hỏa cũng được, cũng phải cần hỏa diễm tinh hoa tu luyện, nơi này một chút lửa diễm tinh hoa đều không có, cho dù là đế hỏa, đi qua hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm, cũng khẳng định rơi vào thần hỏa. Vô tận chi hỏa giải thích nói, nó có thể không muốn bỏ qua dạng này cơ hội. Tiêu Phàm mặc dù tìm rất nhiều hỏa diễm cho nó thôn phệ, có thể vô tận chi hỏa một mực dừng lại ở thần hỏa đỉnh phong, muốn càng tiến một bước, chỉ có thể thôn phệ mặt khác hỏa diễm tinh hoa. Bây giờ thật vất vả nhìn thấy một loại đế hỏa, hơn nữa còn là khả năng rớt xuống tu vi đế hỏa, nó lại làm sao có thể bỏ lỡ đây. Tiêu Phàm trong mắt cũng hiện lên ánh sáng, vô tận chi hỏa thực lực mạnh lên. Có thể liền là tương đương với thực lực của hắn mạnh lên a, tự nhiên không thể dễ dàng buông tha. Chỉ là hắn lần này tiến vào U Minh Kiếm Hải, thế nhưng là vì trợ giúp Diệp Khuynh Thành, nếu là làm trễ nải thời gian quá dài, bản thân coi như thất tín với người. Người có thể tìm được nó. Thở sâu, Tiêu Phàm vẫn là quyết định thử nghiệm tìm tới kia đế hỏa, dù sao cũng không chậm trễ Diệp Khuynh Thành sự tình, dù sao loại cơ hội này quá khó khăn. Nên cự ly nơi này không xa, nhiều nhất 3 ngày liền có thể tìm tới. Vô tận chi hỏa lời thề son sắt nói ra.
Ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Tiêu Phàm gật gật đầu. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Vô Tận Chi Hỏa bắt đầu công việc lu bù lên, cùng là hỏa diễm, nó đối với những khác hỏa diễm 10 điểm mẫn cảm. 2 ngày sau đó, Tiêu Phàm ở 2 tòa kiếm phong tầm đó một cái sơn cốc ngừng lại, trong sơn cốc hắc vụ tràn ngập, bốc hơi lên hơi nước. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện, trong sơn cốc lại có một tòa hồ nước màu đen, đầm nước 10 điểm bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì sóng nước, lại lộ ra một loại cực kỳ âm hàn cảm giác. Ngươi xác định là ở chỗ này. Tiêu Phàm nhíu mày, này rõ ràng là một cái đầm nước, lại làm sao có thể có hỏa diễm đây? Chính là chỗ này, vũng nước này bên trong hỏa diễm khí tức 10 điểm nồng đậm. Vô Tận Chi Hỏa khẳng định nói ra. Tiêu Phàm biết rõ Vô Tận Chi Hỏa sẽ không ở việc này bên trên nói láo, mặc dù thủy hỏa bất dung, nhưng đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, vạn nhất có hỏa diễm thực có thể tồn tại trong nước đây. Ngươi nhưng có biện pháp đem nó dẫn ra? Tiêu Phàm hỏi. Trong lòng của hắn dù sao cũng hơi phát run, nếu như kia đế hỏa giống như tinh thần huyết hải đồng dạng, rớt xuống đại đế cảnh còn tốt, nếu là chưa từng rơi xuống, hắn coi như phải xui xẻo. Nếu không rút khô hồ nước này thử xem, Vô Tận Chi Hỏa hỏi dò. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, đây cũng là không có cách nào biện pháp, lấy thực lực của hắn, rút khô vũng nước này cũng không khó, lấy tay vung lên, đầm nước lập tức bay vụt mà lên. Giống như một đầu thủy long một dạng hướng về kiếm phong bên ngoài bay đi. Vẻn vẹn mấy tức thời gian, đầm nước liền bị rút không còn một mảnh. Tiêu Phàm kinh ngạc là, kia đầm nước vậy mà âm hàn tới cực điểm, lấy thực lực của hắn đều có chút không chịu nổi cỗ giá lạnh. Thật là nồng nặc âm khí. Tiêu Phàm âm thầm sợ hãi than nói, quỷ dị là, như thế giá lạnh nước, vậy mà không có kết băng. Chủ nhân cẩn thận, đột nhiên. Vô Tận Chi Hỏa quát to một tiếng, cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm mãnh liệt cuộn trào ra, ở Tiêu Phàm trước người, hóa thành một mảnh kim sắc hỏa hải. Tiêu Phàm bản năng lui về phía sau 2 bước, dư quang quét qua, lại là nhìn thấy một đóa hắc sắc hỏa diễm từ đầm nước nước bùn bên trong phóng lên tận trời, xa xa nhìn lại, tựa như một cái tiểu nhân, có màu đỏ tươi 2 con ngươi, dị thường hung lệ. Là Minh Vương âm hỏa. Tiêu Phàm trong đầu một thanh âm vang lên. Lại là Chí Tôn Phần Thiên Viêm thanh âm. Minh Vương âm hỏa, Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, Minh Vương âm hỏa kia nhưng là chân chính đế cấp hỏa diễm A, so huyết hải tinh thần còn muốn đáng sợ mấy phần. Vô Tận Chi Hỏa chỉ là thần hỏa đỉnh phong mà thôi, có thể ngăn cản được Minh Vương âm hỏa trùng kích sao? Nếu như không chiếm được Minh Vương âm hỏa, ngược lại tổn thất Vô Tận Chi Hỏa, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Chủ nhân, nhanh lên giúp ta. Nó chỉ là đế hỏa sơ kỳ. Vô Tận Chi Hỏa thanh âm nóng nảy vang lên. Tiêu Phàm nghe vậy, không chút do dự lựa chọn ra tay, thời không chấn động ảo diệu thi triển, cả vùng không gian đều rung rung, đồng thời, Chí Tôn Phần Thiên Viêm cũng hiện lên ở Tiêu Phàm đỉnh đầu, tím ngọn lửa màu đỏ ngòm phô thiên cái địa quét sạch mà ra. Nếu là đế hỏa trung kỳ, Tiêu Phàm cũng không thể tránh được. Nhưng bây giờ hắn đã đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong. Gặp gỡ bình thường đại đế cảnh tiền kỳ, đã không sợ hãi. Giờ phút này Minh Vương âm hỏa chỉ là tương đương với đại đế tiền kỳ thực lực, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không sợ hãi. Run rế, một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên, hiển nhiên là Minh Vương âm hỏa nói chuyện. Nó đường đường đế hỏa, lại bị một cái thần vương cảnh nhân tộc tiểu tử, cùng một loại thần hỏa áp chế, tự nhiên là cực kỳ tức giận. Ai là run rế còn chưa nhất định đây? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, nếu là mặt khác hỏa diễm, ta có lẽ sẽ không để ý tới, nhưng Minh Vương âm hỏa, thế nhưng là cứu ngân nhi đồ vật. Không sai, Tiêu Phàm kinh ngạc như thế Minh Vương âm hỏa, không chỉ là bởi vì nó thực lực, quan trọng hơn là, hỏa ngân nhi cần Minh Vương âm hỏa mới có thể còn sống. Hỏa ngân nhi thể nội hỏa diễm mặc dù bị áp chế lấy, nhưng là không kiên trì được bao lâu, đoán chừng nhiều nhất thời gian mấy năm liền đến cực hạn. Bây giờ nhìn thấy Minh Vương âm hỏa, Tiêu Phàm tự nhiên là kích động không thôi, trong lòng không khỏi âm thầm bổ sung một câu, đạp phá thiết hài không tìm được, chiếm được lại không uổng thời gian. Vô Tận, Phần Thiên, cho ta gắt gao áp chế nó. Tiêu Phàm quát lạnh nói. Tiêu Phàm thoại âm vừa dứt, thân thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa, biến thành tu la chi thể, càng là thi triển tu la đệ tam biến. Khí tức cường đại phô thiên cái địa quét sạch mà ra, sao, hoàn toàn không kém gì đại đế cảnh tiền kỳ. Đồng thời,
phía sau hắn hiện ra một lượt đen kim sắc hỏa diễm động thiên, vô tận chi hỏa ở trong đó thiêu đốt, lập tức khí thế tăng vọt. Ầm ầm, cuồng bạo khí thế đem cả tòa sơn cốc tung bay, bụi đất tung bay, từng đạo to lớn khe hở hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Minh Vương âm hỏa ra sức chống cự, nhưng mà vô tận động thiên lực lượng tựa như là nó khắc tinh đồng dạng, lại thêm Tiêu Phàm thần lực, Minh Vương âm hỏa trong lúc nhất thời vậy mà không thể động đậy, bị vây ở nhất định phạm vi bên trong. Vô tận, nuốt nó hỏa diễm tinh hoa, đem hỏa chủng lưu cho ta liền được. Tiêu Phàm cho vô tận chi hỏa truyền âm nói. Minh Vương âm hỏa hỏa diễm tinh hoa hắn không quan tâm, nhưng hỏa chủng, Tiêu Phàm là không thể nào hủy đi, đây là cứu hỏa ngân nhi duy nhất đồ vật. Có ngay, vô tận chi hỏa tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội. Cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm bắt đầu điên cuồng rút ra Minh Vương âm hỏa hỏa diễm tinh hoa. Run dế, bản đế muốn giết các ngươi. Minh Vương âm hỏa gào rít giận dữ, toàn lực thúc giục hỏa diễm lực lượng, muốn tránh thoát Tiêu Phàm áp chế. Nhưng mà, Tiêu Phàm bây giờ thực lực đã không kém gì hắn, huống chi còn có vô tận động thiên lực lượng áp chế, như thế nào nó trong thời gian ngắn có thể tránh thoát. Bất quá, Tiêu Phàm thôi động Tu La Cửu Biến đệ tam biến. Với hắn mà nói, cũng là cực lớn gánh vác. Còn tốt hắn hiện tại đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong, nếu không thật đúng là chưa chắc có thể áp chế Minh Vương âm hỏa. Vì lý do an toàn, Tiêu Phàm trong tay còn nắm thời không thiên châu, một khi Minh Vương âm hỏa có tránh thoát dấu hiệu, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ không tiếc đại giới, dù là hủy Minh Vương âm hỏa hỏa diễm tinh hoa cũng sẽ không tiếc. Cũng may vô tận chi hỏa không để cho hắn thất vọng, nửa chén trà nhỏ thời gian về sau. Vô tận chi hỏa liền nuốt hơn phân nửa hỏa diễm tinh hoa. Đồng thời, Minh Vương âm hỏa khí tức trở nên yếu đi không ít, này tăng kia giảm, Tiêu Phàm ngược lại là phải dễ dàng rất nhiều. Lấy hắn hiện tại trạng thái, lại kiên trì thời gian một nén nhang không nói chơi, tại lúc này ở giữa phạm vi bên trong, bắt sống Minh Vương âm hỏa hỏa trùng, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng mà, sự tình cũng không có thuận lợi như vậy. Minh Vương âm hỏa mắt thấy không cách nào dãy giụa, cứ tiếp như thế, nó chắc chắn bị con người trước mắt diệt sát, lập tức chuẩn bị liều mạng lên. Nhân loại, ngươi muốn được bản đế hỏa chủng, bản đế sẽ không để cho ngươi đạt được. Minh Vương âm hỏa nhìn thấy Tiêu Phàm không định giết hắn, chỉ là đang làm hao mòn thực lực mình, lập tức đoán được cái gì. Tiêu Phàm nheo mắt, bất quá khôi phục rất nhanh bình tĩnh, nói, không sao, hỏa chủng với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần lấy được ngươi hỏa diễm tinh hoa liền vậy là đủ rồi. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn cùng ta đồng quy vu tận, khuyên ngươi bỏ đi ý nghĩ này, ngươi nếu tự bạo hỏa chủng, cũng chưa chắc giết chết được ta, nhưng ngươi hỏa chủng mảnh vỡ, cũng đồng dạng chạy không thoát. Bị Minh Vương âm hỏa đoán được ý nghĩ của mình, Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút sốt ruột, nhưng mặt ngoài hắn không thể không duy trì bình tĩnh. Muốn cứu hỏa ngân nhi. Nhất định phải đạt được Minh Vương âm hỏa hỏa chủng làm chất dinh dưỡng, cho dù là hỏa chủng mảnh vỡ đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, Minh Vương âm hỏa sinh ra hoài nghi, nó cũng không dám cược, dù sao, bị nuốt hỏa diễm tinh hoa, nó nhiều nhất cảnh giới rơi xuống mà thôi. Nhưng nếu là tự bạo hỏa chủng, về sau nó coi như thật biến mất ở thế gian. Có lẽ không bao lâu, thế gian lại sẽ sinh ra một loại Minh Vương âm hỏa. Nhưng đó đã không phải là nó. Minh Vương âm hỏa mặc dù cũng là thuộc về hỏa tộc, nhưng có chút hỏa tộc chính là độc nhất vô nhị, liền giống với nó bản thân. Nhìn thấy Minh Vương âm hỏa không thấy động tĩnh, Tiêu Phàm trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, bí mật truyền âm vô tận chi hỏa, để nó tăng tốc thôn phệ tốc độ. Chỉ cần Minh Vương âm hỏa cảnh giới rơi vào thần hỏa cấp đừng, chính là Minh Vương âm hỏa muốn tự bạo, cũng là không thể nào. Chỉ ít ở hắn Tiêu Phàm trước mặt là như thế. Sau một nén nhang, Tiêu Phàm sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, cái trán rịn ra tỉ mỉ mồ hôi. Thời gian dài thi triển Tu La Cửu Biến áp chế Minh Vương âm hỏa, có thể so sánh cùng chân chính đại đế cường giả đại chiến một trận còn khó chịu hơn, đối với thần lực và tâm thần tiêu hao thực sự quá lớn. Cũng may hắn nghị lực cực kỳ cường đại, vẫn như cũ có thể miễn gắng gượng chống cự. Đồng thời, Tiêu Phàm cũng điều động bạch sắc thạch đầu lực lượng, liên tục không ngừng bổ sung thần lực, nếu không mà nói, đoán chừng hắn thần lực sớm đã bị hút khô. Vô tận, còn bao lâu nữa? Tiêu Phàm cắn chặt răng kiên trì, không chỉ là vì mình đồ nhi hỏa ngân nhi, cũng đồng dạng vì mình.
nếu như vô tận chi hỏa có thể hoàn toàn thôn phệ Minh Vương âm hỏa sở hữu hỏa diễm tinh hoa, coi như không thể đột phá đế hỏa, cũng sẽ đến gần vô hạn đế hỏa. Dù sao, hỏa tộc đột phá phương thức cùng nhân tộc khác biệt, bọn chúng chỉ cần có đủ cường đại hỏa diễm tinh hoa, liền có thể không ngừng đột phá. Mặt khác, nếu là vô tận chi hỏa đẳng cấp không bằng Minh Vương âm hỏa, nuốt Minh Vương âm hỏa sở hữu hỏa diễm tinh hoa, 8-9 phần 10 có thể đạt tới đế cấp hỏa diễm. Đáng tiếc, Tiêu Phàm cũng không biết vô tận chi hỏa hỏa diễm đẳng cấp, nhưng hắn cảm thấy, vô tận chi hỏa muốn đột phá đế cấp hỏa diễm, cơ hồ là không thể nào. Lại cho ta thời gian một nén nhang, ta nhất định có thể đủ nuốt nó. Vô tận chi hỏa không hiểu kích động nói. Tốt, Tiêu Phàm gật gật đầu, thời gian một nén nhang, cho dù đối với hiện tại hắn mà nói rất khó, nhưng hắn miễn cưỡng còn có thể kiên trì. Vô tận chi hỏa không để cho nó thất vọng, thời gian một nén nhang về sau, vô tận chi hỏa thực đem Minh Vương âm hỏa sở hữu hỏa diễm tinh hoa thôn vệ sạch sẽ. Minh Vương âm hỏa khí tức lập tức yếu bớt không ít, chỉ lưu lại một đạo hắc sắc hư ảnh, đó là nó bản mệnh tinh hoa, cũng là hỏa trùng. Hỗn trướng, Minh Vương âm hỏa lập tức nổi giận mà lên. Nó tiềm ẩn ở đây vô số năm tháng, chỉ vì khôi phục đỉnh phong tu vi, thật vất vả khôi phục lại đế hỏa tiền kỳ, không nghĩ tới lại đụng phải này hai tên biến thái. Phải biết, nó gặp được không ít Diệp gia thiên tài, cũng chưa bao giờ thấy qua giống Tiêu Phàm cường đại như thế nhân vật. Bởi vì có thể tiến vào Diệp gia tổ mộ người, tối đa cũng chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi. Hiện tại ngươi có thể tự bảo, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, hắn thấy, này Minh Vương âm hỏa cũng không thông minh, thậm chí còn có điểm ngốc. Hơn nữa, nó lá gan rất nhỏ, nếu không mà nói, từ vừa mới bắt đầu nó liền ôm cùng Tiêu Phàm đồng quy vu tận ý nghĩ, Tiêu Phàm khẳng định không có khả năng dễ dàng như thế ứng phó hắn. Ngươi, Minh Vương âm hỏa khó thở, phẫn nộ tới cực điểm. Hiện tại tự bạo thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ thần vương cảnh đỉnh phong tự bạo, có thể giết chết tên nhân loại này sao? Không nghĩ tự bạo, vậy cũng chớ nói nhảm nhiều như vậy. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, trực tiếp phong ấn Minh Vương âm hỏa. Sau nửa ngày, Minh Vương âm hỏa hỏa trùng bị áp chế thành một hạt giống bộ dáng, trực tiếp bị Tiêu Phàm thu vào. Đồng thời, Tiêu Phàm sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa thì đứng không vững, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Tiêu Phàm, lần này xem ngươi chết như thế nào. Cũng đúng lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Vừa dứt lời, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm bốn phía, đem hắn vây ở trung ương. Giờ phút này, Tiêu Phàm sắc mặt trắng bạch, thời gian dài thi triển tu la cửu biến lực lượng, để Tiêu Phàm gần như thoát lực. Bất quá, Tiêu Phàm thần sắc vẫn như cũ 10 điểm bình tĩnh, tựa như đã sớm đoán được trong bóng tối có người đồng dạng, hắn con ngươi lạnh lùng hướng về một người trong đó. Hướng Nam Phong, đến lâu như vậy, rốt cục nhìn không được ra sao. Tiêu Phàm cười âm hiểm một tiếng nói, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng vẻ trào phúng. Cảm nhận được Tiêu Phàm ánh mắt, Hướng Nam Phong mặt mũi quét ngang, tiểu tử này vậy mà khinh bỉ bản thân. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Hướng Nam Phong lạnh rên một tiếng, đưa tay vung lên, lạnh lùng quát, giết. Nói xong, chung quanh hắn mấy người không chút do dự vọt lên, tuy nói nơi này là Diệp gia tổ mộ, có thể Hướng Nam Phong nhưng cố an bài nhiều người như vậy tiến nhập nơi đây, có thể nghĩ Hướng gia cường đại. Nhìn thấy 7-8 người đánh tới, Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, tựa như hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt một dạng. Chẳng qua là khi bọn họ tới gần Tiêu Phàm chỉ có chừng trăm trượng khoảng cách lúc, Tiêu Phàm khóe miệng đột nhiên hơi hơi dương lên, dường như tự nhủ, đều giết rồi a hát. Hô, cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm từ Tiêu Phàm quanh thân mãnh liệt cuộn trào ra, một mảnh cuồn cuộn biển lửa lập tức bao phủ phương viên hơn 10 dặm phạm vi, tốc độ nhanh chóng, vượt qua đám người dự kiến. Hướng Nam Phong người thấy thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quay người liền chuẩn bị đào tẩu. Nhưng mà vô tận chi hỏa hỏa diễm cũng không phải bình thường cường hoành, nó khi tiến vào Diệp gia tổ mộ trước đó, liền đã đạt đến thần hỏa đỉnh phong. Vừa mới lại thôn phệ Minh Vương âm hỏa hỏa diễm tinh hoa, đã vô hạn tới gần đế hỏa cấp bậc, như thế nào bình thường thần vương cảnh đỉnh phong có thể so sánh. A, à, công tử, cứu mạng, đáng sợ hỏa diễm phần luyện lấy đám người, đốt bọn họ phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh,
ngọn lửa này không chỉ có đốt cháy bọn họ nhục thân, cũng đồng dạng phần luyện bọn họ linh hồn. Từng ấy năm tới nay như vậy, Tiêu Phàm rất ít để vô tận chi hỏa xuất thủ, cũng không phải là đại biểu vô tận chi hỏa không đủ mạnh, mà là vô tận chi hỏa quá mạnh. Chí ít so với hắn rất nhiều thủ đoạn đều mạnh hơn, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm cũng rất ít thi triển vô tận chi hỏa đối địch. Nhưng là bây giờ, hắn bản thân thần lực gần như khô kiệt, tạm thời không cách nào động thủ, cũng chỉ có thể để vô tận chi hỏa động thủ. Một đám phế vật, khuất khuất thần hỏa cũng ngăn không được. Hướng Nam Phong thấy thế, một mặt phẫn nộ gầm thét. Hắn thấy, cho dù là thần hỏa bảng xếp hạng đệ nhất hỏa diễm chí tôn phần thiên viêm cũng chỉ đến như thế, nhưng bây giờ một loại phổ thông thần hỏa, bọn họ vậy mà đều không làm gì được, cái này khiến hắn như thế nào không thất vọng đây. Hơn nữa, Tiêu Phàm đều còn không có tự mình động thủ, người khác liền không ngăn được, không phải phế vật thì là cái gì chứ. Phất tay, từng đạo không gian năng lượng ba động dập dờn mà ra, hướng về hắn mấy người thuộc hạ bao phủ tới. Hừ, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, muốn từ trong tay hắn cứu người, như thế nào dễ dàng như vậy? Không cần hắn mở miệng, vô tận chi hỏa cũng sẽ không bỏ qua những người này, hiếm có cơ hội ở chủ nhân của mình trước mặt biểu lộ một ít thực lực, nó như thế nào lại bỏ lỡ đây? Mắt thấy không gian kia năng lượng ba động sắp tới gần thời khắc, vô tận chi hỏa lập tức mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp đem đoàn kia không gian năng lượng cho nuốt xuống. Hỏa diễm ở khắp mọi nơi, không gian pháp tắc đều chưa chắc có thể làm gì được, tự nhiên cũng cứu không được những người kia. Hướng Nam Phong thấy thế, sắc mặt âm tình bất định, khi hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời khắc, vô tận chi hỏa cuồn cuộn hỏa diễm bạo khởi, cuốn lên hắn mấy cái thuộc hạ xông vào trong biển lửa. Mênh mông biển lửa, Hướng Nam Phong căn bản bắt không đến cái kia mấy người thuộc hạ vị trí, muốn cứu ra bọn họ đã gần như không có khả năng. Chẳng lẽ mình chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thuộc hạ chết ở trước mắt sao? Đột nhiên, Hướng Nam Phong ánh mắt quét ngang, bỗng nhiên quét về phía cách đó không xa Tiêu Phàm, hắn một cái liền nhìn ra, Tiêu Phàm trạng thái thật không tốt. So với cứu hắn người, giết Tiêu Phàm sẽ phải dễ dàng nhiều. Hơn nữa, một lần này thật vất vả có giết Tiêu Phàm cơ hội, hắn há lại sẽ bỏ lỡ. Nếu là Tiêu Phàm chết rồi, thuận tiện chết mấy người thuộc hạ mà thôi, căn bản tính không phải đại sự. Nghĩ vậy, Hướng Nam Phong thân hình chớp động, lập tức tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Tiêu Phàm phụ cận. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, bên cạnh hắn thế giới bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Sở hữu hỏa diễm biến mất, chiếm lấy là một mảnh thế giới màu đỏ ngòm. Hồng hộc, một bóng người ở Tiêu Phàm cách đó không xa hiển lộ mà ra, một mặt kinh hãi nhìn xem bốn phía, không có khả năng, ta vậy mà không cách nào sử dụng không gian pháp tắc. Loạn cổ đại đế đúng không? Tiêu Phàm lời nói vang lên. Loạn cổ đại đế thế nhưng là nắm giữ thời không lực lượng, này hẳn không phải là hắn tôi tớ có thể có được. Cho nên Tiêu Phàm trong đáy lòng vẫn luôn đem Hướng Nam Phong thể nội linh hồn xem như loạn cổ đại đế. Tiêu Phàm như vậy vừa gọi, Hướng Nam Phong con người hơi hơi co rụt lại, cười gằn nói, cái gì loạn cổ đại đế, bản tọa chính là Hướng Nam Phong. Hướng Nam Phong sao? Tiêu Phàm một mặt không quan trọng bộ dáng, nói, mặc kệ ngươi là Hướng Nam Phong cũng tốt, vẫn là loạn cổ đại đế cũng được, trong mắt ta, ngươi dù sao cũng là một người chết. Vô luận là Hướng Nam Phong vẫn là loạn cổ đại đế, cũng là Tiêu Phàm địch nhân, Tiêu Phàm muốn giết hắn, căn bản không cần biết rõ hắn là ai. Hắn sở dĩ nghĩ xác nhận Hướng Nam Phong giờ phút này thân phận, cũng vẻn vẹn chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ mà thôi. Người bây giờ thần lực khô kiệt, cũng muốn giết ta. Hướng Nam Phong khinh thường nói. Hắn trong bóng tối chờ đợi bao lâu, chính là vì chờ giờ khắc này, bây giờ Tiêu Phàm thần lực khô kiệt, chính là diệt sát Tiêu Phàm thời cơ tốt nhất. Có đúng không? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, ngay sau đó chậm rãi đứng dậy, nguyên bản sắc mặt tái nhợt đột nhiên chậm rãi khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Ngươi, Hướng Nam Phong sắc mặt đại biến, Tiêu Phàm thực lực hắn biết rõ, nếu là đỉnh phong thời kỳ, dù là hắn cũng không khả năng là đối thủ, cho dù hắn đã không phải là Hướng Nam Phong. Xem ra nhiều ngươi thất vọng rồi, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hơi răng trắng như tuyết. Hắn thi triển tu la đệ tam biến, ở thần vương cảnh hậu kỳ cũng là có thể kiên trì một canh giờ, bây giờ đột phá thần vương cảnh đỉnh phong,
kiên trì 3 canh giờ đều không sao cả phía dưới. Sở dĩ giả bộ như suy yếu bộ dáng, chỉ là muốn để người trong bóng tối nhảy ra mà thôi, chỉ là hắn không nghĩ tới, người trong bóng tối dĩ nhiên là hướng Nam Phong. Dứt lời, Tiêu Phàm từng bước một hướng về hướng Nam Phong đi tới, bây giờ sát lục luyện ngục mở ra, chỉ có thể thi triển sát lục pháp tắc, liền xem như loạn cổ đại đế tàn niệm, Tiêu Phàm cũng không để trong lòng. Hướng Nam Phong thấy thế, từng bước một hướng phía sau thối lui, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, Tiêu Phàm, ngươi cần phải biết, rời đi Diệp gia tổ địa, chính là vạn la đế vực, giết ta, ngươi cũng không sống nổi. Ngươi quá phí lời, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ biết ta là ai sao? Hướng Nam Phong híp hai mắt nói. Ta muốn giết ngươi, chẳng cần biết ngươi là ai. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, thân thể bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Phốc suy một tiếng, Hướng Nam Phong thân thể cứng đờ, một mặt kinh khủng nhìn xem trước mặt thân ảnh, hai tay gắt gao bưng bít lấy cổ mình, không cam lòng hướng phía sau ngã xuống. Phốc xích, một cột máu bắn về phía không trung, Hướng Nam Phong đầu đột nhiên lăn xuống mà xuống, hai mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân sẽ chết ở chỗ này. Tiêu Phàm, bản đế không giết ngươi, thề không làm người. Làm Hướng Nam Phong ngã xuống đất một sát na kia, hư không một đạo gầm thét vang lên. Ta chờ ngươi, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra mấy chữ, trong nháy mắt một điểm, một đoàn kim sắc hỏa diễm bao vây lấy Hướng Nam Phong thân thể, trực tiếp đem hắn đốt thành kiếp cho. Hướng Nam Phong chết, Tiêu Phàm nhưng lại không để ở trong lòng, dù sao, chân chính Hướng Nam Phong đã sớm chết, Hướng Vạn Đạo không có khả năng không biết. Chỉ là Hướng Vạn Đạo bởi vì một ít nguyên nhân, cũng không có đuổi theo cứu mà thôi, bây giờ hắn đã giết Hướng Nam Phong, cũng là không có chứng cứ, không có người có thể chứng minh mình giết hắn. Bất quá Tiêu Phàm cũng âm thầm quyết định, chờ giúp Diệp Khuynh Thành xử lý xong những chuyện này, bản thân vẫn là mau rời khỏi Vạn La Đế vực tốt. Dù sao cẩn thận xử vạn niên thuyền, nếu như Hướng Vạn Đạo quả thực là muốn đem Hướng Nam Phong chết quy kết đến trên người mình, vậy hắn có thể gặp phiền toái. Tiêu Phàm thu hồi sát lục luyện ngục, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy một khuôn mặt người nhanh chóng bay tới, chủ nhân, đã giải quyết, cam đoan sạch sẽ. Tiêu Phàm gật gật đầu, buông tay một chiêu, vô tận chi hỏa lập tức tràn vào thể nội, bốn phía khôi phục rất nhanh bình tĩnh, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng Tiêu Phàm biết rõ, Hướng Nam Phong chết, chắc chắn sẽ không như vậy dừng lại, cho dù Hướng Vạn Đạo không tìm hắn để gây sự, tương lai loạn cổ đại đế cũng chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Ngẩng đầu nhìn nơi xa kiếm phong, Tiêu Phàm dậm chân mà lên, vì lấy được Minh Vương âm hỏa đã làm trễ nải một chút thời gian, đoán chừng Diệp Khuynh Thành bọn họ đã nhanh đến. Chủ nhân, cái kia Diệp Tam Sinh muốn có được Diệp gia tiên tổ truyền thừa, nhưng hắn ngoại viện đã chết, có phải hay không nói rõ hắn khí vận không được? Vô tận chi hỏa ở Tiêu Phàm trong đầu trêu ghẹo nói. Tiêu Phàm nhíu mày, việc này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Hơn nữa hắn cũng không biết cái gọi là khí vận là có hay không tồn tại. Có lẽ vậy, thật lâu, Tiêu Phàm mới phun ra một câu, trong lòng lại bổ sung một câu, bất quá ta vẫn tin tưởng, sự do người làm. Tiêu Phàm có thể đi đến hiện tại, hắn có thể không tin cái gì khí vận cùng vận khí, bất cứ chuyện gì đều phải dựa vào chính mình cố gắng. Nếu như bằng vào vận khí cùng số mệnh mà nói, hắn sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Tiêu Phàm dọc theo sơn mạch tiến lên, đi nửa tháng, mũi kiếm vẫn như cũ thấy ở xa xa, Tiêu Phàm trong lòng không khỏi thầm than, này Diệp gia tổ mộ thật đúng là không phải bình thường quỷ dị. Cứ như vậy tốc độ, đoán chừng còn muốn một tháng kế tiếp mới có thể đến mục đích. Hắn cũng không biết, này Diệp gia người lấy được tiên tổ truyền thừa phải hao phí bao lâu thời gian, có thể lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Nếu là trong vòng mấy tháng không cách nào đến Bách Sát Các, hắn sẽ phải bị Bách Sát Các diệt trừ tư cách, về sau muốn gia nhập, chỉ có kinh lịch thiên tài tư cách chiến. Bất quá, chuyến này cũng coi là không có đến không, chiếm được Minh Vương âm hỏa hỏa trùng, hỏa ngân nhi bệnh xem như có hy vọng. Chớp mắt lại qua một tháng kế tiếp, một ngày này, Tiêu Phàm rốt cục ở một tòa cao vút trong mây Lăng Tiên Phong phía dưới ngừng lại, nhìn trước mắt Lăng Tiên Phong, Tiêu Phàm trong lòng cảm khái. Lấy hắn thị lực. Vậy mà một cái trông không đến Lăng Tiên Phong chi đỉnh, vậy cái này kiếm phong lại phải biết bao độ cao. Điện chủ, người đã đến. Diệp Khuynh Thành từ núi rừng bên trong thoáng hiện,
đi tới Tiêu Phàm cách đó không xa. Tiêu Phàm gật gật đầu, tiện tay quăng ra, hơn 10 đạo lưu quang bắn về phía Diệp Khuynh Thành, Diệp Khuynh Thành nắm trong tay, xem xét dĩ nhiên là mười mấy miếng ngọc bài. Tạ điện chủ, Diệp Khuynh Thành hơi hơi thi lễ nói, có này mười mấy miếng ngọc bài, tăng thêm ta chỗ này mấy cái, ta hy vọng lại lớn rất nhiều. Này Diệp gia tân hỏa truyền thừa, như thế nào cái tranh đoạt phương pháp? Tiêu Phàm hiếu kỳ hỏi. Diệp Khuynh Thành quay đầu nhìn về phía Lăng Tiên Phong chi đỉnh, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng nóng bỏng, hít sâu một cái nói, điện chủ có biết Diệp gia lai lịch? Tiêu Phàm lắc đầu, Tu La Điện thu thập tin tức năng lực mặc dù không tệ, nhưng dính đến Vạn La Đế vực Diệp gia lại là rất ít. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm âm thầm quyết định, nhất định phải mau chóng để Tu La Điện trải rộng nhân tộc 3.000 vực, chỉ có dạng này mới có thể tăng tốc Tu La Điện phát triển. Diệp gia kỳ thật xa so với tưởng tượng xa xưa, chính là truyền thừa từ thượng cổ thời kỳ một vị tiên tổ, một kiếm tung hoành nhân tộc mấy ngàn vực, chưa có địch thủ, đã từng cùng Tu La tộc tộc trưởng kề vai chiến đấu qua. Diệp Khuynh Thành trong mắt lóe lên một vòng vẻ kính sợ. Tiêu Phàm cũng hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ Diệp gia vậy mà cũng tồn tại như thế trường năm tháng, hơn nữa còn cùng Tu La tộc tộc trưởng kề vai chiến đấu, bất quá cuối cùng vẫn là sa sút. Bây giờ Diệp gia, vẻn vẹn chỉ là một cái đế vực gia tộc phụ thuộc mà thôi. Tiên tổ về sau vẫn lạc, trước khi vẫn lạc, dùng hắn pháp bảo mở ra mảnh này đặc biệt không gian, cũng đem truyền thừa lưu tại bên trong, nhưng vô số năm tháng trôi qua, cũng không người từng chiếm được hoàn chỉnh truyền thừa. Diệp Khuynh Thành cảm khái nói. Không đúng, không phải nói phàm là lấy được ngươi Diệp gia tiên tổ truyền thừa giả, mới có thể kế thừa vị trí gia chủ sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Tất nhiên Diệp Khuynh Thành nói không có người từng chiếm được Diệp gia tiên tổ hoàn chỉnh truyền thừa, cái kia lịch đại chủ nhà họ Diệp, lại làm sao có thể lấy được đây? Diệp Khuynh Thành cười khổ nói, kỳ thật, Diệp gia lịch đại gia chủ lấy được truyền thừa, căn bản cũng không phải là chân chính truyền thừa. Chỉ là tịnh hóa một chút huyết mạch chi lực mà thôi, huyết mạch chi lực tinh khiết nhất người, mới có tư cách trở thành chủ nhà họ Diệp. Tiêu Phàm hiểu, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này muốn phế Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành huyết mạch chi lực, có thể so sánh Diệp Tam Sinh còn tinh khiết hơn rất nhiều, chính là chủ nhà họ Diệp có lợi nhất người cạnh tranh. Đương nhiên, ở tịnh hóa huyết mạch quá trình bên trong, cũng sẽ ngẫu nhiên lấy được một chút không trọn vẹn truyền thừa. Hơn nữa huyết mạch chi lực càng thuần túy, lấy được truyền thừa lại càng hoàn chỉnh. Diệp Khuynh Thành lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, mặc dù Diệp gia tiên tổ truyền thừa cùng huyết mạch chi lực là hai chuyện khác nhau, nhưng từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Diệp gia tiên tổ truyền thừa tranh đoạt, cũng chính là huyết mạch tranh đoạt. Vậy thì như thế nào tịnh hóa huyết mạch? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Diệp Khuynh Thành híp híp hai mắt, trầm giọng nói, Lăng Tiên Phong chi đỉnh. Có một cái hóa tiên trì, có thể tịnh hóa huyết mạch chi lực, bất quá điều kiện tiên quyết là có thể đến hóa tiên trì, đồng thời thành công tịnh hóa huyết mạch chi lực. Nói cách khác, các ngươi mời chúng ta những người ngoài này, là trợ giúp các ngươi ở tịnh hóa huyết mạch chi lực thời điểm, không bị người khác quấy rầy. Tiêu Phàm hiểu được. Bất quá trong lòng hắn lại là có mặt khác nghi hoặc, Diệp gia huyết mạch chi lực, thật đúng là có chút kỳ lạ. Diệp Khuynh Thành gật gật đầu, nói, điện chủ. Thời gian của ta đã không nhiều lắm, Diệp Tam Sinh đã lên rồi, ta phải nhanh hơn hắn đến hóa tiên trì. Tiêu Phàm biết rõ Diệp Khuynh Thành ý nghĩa, Diệp gia hóa tiên trì có thể tịnh hóa Diệp gia đệ tử huyết mạch, thời gian càng dài, tịnh hóa huyết mạch chi lực tự nhiên càng tinh khiết hơn. Tuy nói Diệp Khuynh Thành hiện tại huyết mạch chi lực so Diệp Tam Sinh thuần túy, có thể chậm trễ thời gian dài, vậy nhưng thì chưa chắc. Đi, nghĩ vậy, Tiêu Phàm lấy tay vung lên. Một cỗ đại lực bọc lấy Diệp Khuynh Thành, nhanh chóng hướng về Lăng Tiên Phong chi đỉnh bắn đi. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, cho dù là mang theo Diệp Khuynh Thành, cũng vẻn vẹn mất một canh giờ, cũng đã có thể nhìn thấy Lăng Tiên Phong chi đỉnh. Nhìn qua đỉnh núi mờ mịt lượn lờ sương mù, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông toàn bộ giãn ra, vô tấn chiến điển cũng bắt đầu tự hành vận chuyển. Vô tấn chiến điển tự hành vận chuyển. Đã không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần phát sinh dạng này sự tình, hắn đều có thể được một vài chỗ tốt. Chẳng lẽ lần này cũng vậy như thế? Tiêu Phàm không hiểu, nhưng hắn có thể cảm nhận được Lăng Tiên Phong chi đỉnh rồi rào thần linh chi khí, dù là Vạn La Đế vực cũng xa xa không cách nào so sánh.
Cái này khiến hắn càng hiếu kỳ hơn lên, này Diệp gia tiên tổ thật đúng là bất phàm, vậy mà đã sáng tạo ra dạng này một cái tiên linh chi địa. Diệp Khuynh Thành, những cái kia ngọc bài có chỗ lợi gì? Tiêu Phàm đột nhiên hỏi. Trước đó Diệp Khuynh Thành muốn hắn tranh đoạt mặt khác Diệp gia đệ tử trong tay ngọc bài, Tiêu Phàm không biết tác dụng gì, nhưng là làm theo, chỉ là nghi hoặc một mực lưu tại trong lòng. Diệp Khuynh Thành cũng không có giấu giếm, nói, những cái này ngọc bài, ẩn chứa một tia tiên tổ huyết mạch chi lực, có thể làm cho Diệp gia đệ tử tiến vào hóa tiên chỉ tu luyện một canh giờ. Thời gian càng dài, huyết mạch tự nhiên càng thuần túy, trong tay của ta có 18 khối ngọc bài, không sai biệt lắm có thể ở trong hóa tiên chỉ tịnh hóa 18 canh giờ. Tất nhiên chỉ có được ngọc bài mới có thể tiến nhập hóa tiên trì, vậy cũng không cần thiết vội vã chạy tới. Tiêu Phàm im lặng nói, hắn còn tưởng rằng ai tới trước, người đó liền có thể vào đây. Nói thì nói như thế, nhưng Diệp Tam Sinh nếu là trước đuổi tới, chiếm lấy những người khác ngọc bài đây. Diệp Khuynh Thành lắc đầu, sự tình cũng không phải Tiêu Phàm nghĩ đơn giản như vậy. Tiêu Phàm nhíu mày, chẳng lẽ Diệp Tam Sinh còn muốn từ mặt khác Diệp gia đệ tử trong tay cướp đoạt ngọc bài không được? Sự thật chứng minh, Diệp Khuynh Thành ý nghĩ là đúng, hai người bọn họ vừa mới đuổi tới Lăng Tiên Phong chi đỉnh, liền nhìn đến mười mấy người giao đánh nhau. Một người trong đó, thì có Diệp Tam Sinh một thân một mình cùng ba người chiến đấu, vẫn như cũ thành thạo. Diệp Tam Sinh, chúng ta cũng là Diệp gia đệ tử, người đừng ép người quá đáng. Một cái tu sĩ giống giận, trong giọng nói tràn đầy lửa giận cùng không cam lòng. Ép người quá đáng lại như thế nào? Chỉ có ta có thể trở thành chủ nhà họ Diệp, các ngươi đem ngọc bài vui vẻ nhận ta cái này tương lai gia chủ, là các ngươi phúc khí. Diệp Tam Sinh cực kỳ bá đạo cười nói. Thực lực của hắn lại là rất mạnh, một người độc chiến ba người, vẫn như cũ gắt gao đem ba người kia đặt ở hạ phong. Khinh người quá đáng, hừ, coi như đem ngọc bài hủy. Ta cũng sẽ không đem ngọc bài cho ngươi. Muốn ta ngọc bài, trừ phi ta chết. Ba người quát lớn, không còn có giữ lại chút nào, bọn họ cũng không dám có chỗ giữ lại. Diệp Tam Sinh thực lực thực sự quá cường đại. Vậy thì chết đi, Diệp Tam Sinh ngửa mặt lên trời cười như điên, quanh thân cuồn cuộn pháp tắc thần liên phun trào, cả vùng không gian đều rung rung. Để Tiêu Phàm kinh ngạc là... Diệp Tam Sinh vậy mà cũng lĩnh ngộ hai loại pháp tắc chi lực hơn nữa đều dung hợp thành bản thân lĩnh vực, cường đại dị thường. Vẻn vẹn mười mấy hơi thở thời gian, ba người kia liền bị hắn đánh bay, đập ầm ầm trên mặt đất, không rõ sống chết. Diệp Tam Sinh lấy tay vung lên, ba cái ngọc bài lập tức rơi trong tay hắn. Sau đó, hắn không có tiếp tục xuất thủ, mà là thần sắc lạnh lùng hướng về Diệp Khuynh Thành cùng Tiêu Phàm, khóe miệng hơi hơi dương lên. Ước lượng trong tay ngọc bài, hiện lên một vòng vẻ đăm chiêu. Diệp Khuynh Thành nắm đấm nắm chặt, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lãnh quang, bất quá hắn cũng không có xuất thủ. Diệp Tam Sinh làm người hắn biết rõ, dám cản rỡ như thế, khẳng định có chỗ ỷ lại, bằng vào bách sát chiến trường chiến tích, không đủ để cân nhắc Diệp Tam Sinh thực lực. Kiếm Hồng Trần, không đúng, phải gọi ngươi Tiêu Phàm mới đúng, không nghĩ tới ở trong này còn có thể gặp gỡ ngươi. Diệp Tam Sinh chủ động mở miệng, hí ngược nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, nhưng hắn nhưng trong lòng thì có chút ngoài ý muốn, này Diệp Tam Sinh nơi nào đến lực lượng, dám chủ động khiêu khích bản thân. Ngươi đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi, Tiêu Phàm thản nhiên nói, tựa như lại nhìn một con kiến hôi một dạng. Hắn dù chưa cùng Diệp Tam Sinh chân chính giao thủ qua, không biết Diệp Tam Sinh thực lực chân chính. Nhưng Tiêu Phàm có không đem Diệp Tam Sinh để ở trong lòng tư cách. Cho dù Diệp Tam Sinh ẩn giấu thực lực, vậy thì như thế nào, có mạnh hơn cũng là một cái thần vương cảnh tu sĩ mà thôi. Chỉ cần không phải đại đế cảnh, Tiêu Phàm liền không sợ hãi. Giết ta, Diệp Tam Sinh ngửa mặt lên trời cười to, tựa như nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười đồng dạng, nói, người muốn giết ta. Đừng nói nơi này là Diệp gia địa phương, cho dù không phải. Ngươi cũng giết không ta, tối đa cũng là ta giết ngươi mà thôi. A, Tiêu Phàm lập tức hứng thú, từng bước một hướng về Diệp Tam Sinh đi tới, hôm nay vừa vặn không có việc gì, chúng ta hảo hảo luận bàn một phen. Diệp Tam Sinh nghe vậy, thần sắc hơi hơi lạnh lẽo, bất quá hắn tựa như cũng không nguyện ý cùng Tiêu Phàm giao thủ. Nhưng mà, Tiêu Phàm nhưng không có cứ thế ngừng tay ý nghĩa, Diệp Khuynh Thành nếu như cũng đã gia nhập Tu La Điện, thân làm điện chủ.
tự nhiên muốn vì Diệp Khuynh Thành làm một ít chuyện. Lần này, hắn sở dĩ trợ giúp Diệp Khuynh Thành, cũng là nghĩ để Diệp Khuynh Thành toàn lực trở thành chủ nhà họ Diệp, cái này đối Tu La Điện mà nói, tuyệt đối là rất lớn trợ lực. Chỉ là Diệp Khuynh Thành hiện tại trạng thái cũng không khá lắm, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không để Diệp Khuynh Thành chủ động xuất thủ. Diệp Khuynh Thành, người cái phế vật này, chẳng lẽ mình sợ, muốn mượn tay người khác ứng phó ta sao? Diệp Tam Sinh ánh mắt từ Tiêu Phàm trên người chuyển di, lạnh lùng nhìn xem Diệp Khuynh Thành nói ra, chỉ ngươi dạng này thứ hèn nhát, cũng muốn trở thành chủ nhà họ Diệp, quả thực cực kỳ buồn cười. Diệp Khuynh Thành lông mày quét ngang, dậm chân tiến lên. Tiêu Phàm nhíu mày, cho Diệp Khuynh Thành truyền âm nói, hắn là đang khích tướng ngươi mà thôi, ta tới ứng phó hắn liền có thể. Ta biết hắn là đang khích tướng ta, thế nhưng là, ta nếu ngay cả hắn đều không chiến thắng được, lại như thế nào trở thành chủ nhà họ Diệp, để Diệp ra người phục chúng. Diệp Khuynh Thành lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng kiên nghị ánh mắt. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không biết nói gì, Diệp Khuynh Thành, vẫn luôn là cái kia Diệp Khuynh Thành, một thân ngông nghênh, không ai bì nổi. Dù là hắn gia nhập Tu La Điện, nhưng hắn trong xương cốt ngạo khí vẫn như cũ chưa từng biến mất, thậm chí càng thêm ngông nghênh khí thế. Thở sâu, Tiêu Phàm vẫn là lui ra phía sau một bước, Diệp Khuynh Thành nói đúng, nếu là hắn liền Diệp Tam Sinh đều không chiến thắng được, lại làm sao có thể trở thành chủ nhà họ Diệp. Coi như trở thành chủ nhà họ Diệp, cũng tất nhiên sẽ không để cho Diệp ra người phục chúng, đây cũng không phải là Tiêu Phàm muốn thấy được. Diệp Khuynh Thành tiến lên, áo bào trắng trắng hơn tuyết, trong gió bay phất phới, mái tóc dài đen óng trong gió cuốn lên, lạnh lùng nhìn xem Diệp Tam Sinh nói, Diệp Tam Sinh, người ta tầm đó, tất có một trận chiến, chọn ngày không bằng đụng ngày. Diệp ra những người khác thấy thế, sắc mặt biến hóa, những cái kia chiến đấu người cũng không tự giác đình chỉ chiến đấu, lui sang một bên. Giữa bọn hắn chiến đấu tối đa cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Cùng Diệp Tam Sinh cùng Diệp Khuynh Thành hoàn toàn không còn cùng một cái cấp độ. Ha ha, ta cũng chờ lấy một ngày này rất lâu. Diệp Tam Sinh càn rỡ cười to, cùng trước kia hắn so sánh, tựa như biến thành người khác. Dừng một chút, Diệp Tam Sinh liếm môi một cái, ta cười nói, ta thế nhưng là rất sớm đã nghĩ vặn xuống đầu ngươi. Diệp Tam Sinh lộ ra khát máu nụ cười, để cho người ta có loại dùng mình cảm giác, Diệp gia đệ tử không khỏi dùng mình một cái. Nếu như nói trước kia Diệp Tam Sinh cho người ta một loại không nhiễm bụi bặm khí tức, như vậy hiện tại Diệp Tam Sinh, lại là tà dị lạnh lùng, nhìn mà phát khiếp. Tiêu Phàm cau mày, hắn đối với Diệp Tam Sinh lý giải không phải rất nhiều, nhưng là cảm giác hiện tại Diệp Tam Sinh rất quỷ dị. Diệp Khuynh Thành cầm trong tay bảo kiếm, mái tóc đen suôn dài như thác nước, ánh mắt thâm thúy, giống như một vị thần linh một dạng đứng lơ lửng trên không, vượt khỏi trần gian. Thẳng tắp sống lưng, giống như vạn năm tùng bách. Hai người không chiến, nhưng khí thế đáng sợ đã đụng vào nhau, hai người pháp tắc lĩnh vực điên cuồng nghiền ép lấy hư không. Tiêu Phàm thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng lo lắng, mặc dù hắn tạm thời để Diệp Khuynh Thành phục hồi như cũ, nếu như toàn lực một trận chiến mà nói, có thể có hai lần cơ hội. Nhưng đó cũng không phải tuyệt đối, nếu là đối thủ mạnh mẽ quá đáng, trực tiếp trọng thương Diệp Khuynh Thành mà nói. Cái kia vết thương cũ tái phát, vô cùng có khả năng liền một lần đều không tiếp tục kiên trì được. Bất quá từ hai người va chạm đến xem, Diệp Khuynh Thành khí thế không kém gì Diệp Tam Sinh bao nhiêu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại yên tâm lại, dư quang không khỏi nhìn lướt qua nơi xa ao nước, lúc này, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm nước kia ao, không tự chủ được đi tới. Chỉ thấy nước kia ao bốc hơi lên chói lọi nhân uân chi khí. Linh khí nồng nặc để Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến điển tốc độ vận chuyển nhanh hơn không ít. Bất quá, Tiêu Phàm lại không có để ý tất cả những thứ này, hắn mục quang tựa như xem thấu cái kia nhân uân chi khí, thẳng tới trong ao. Trong ao, không, nói cho đúng phải nói là trong huyết trì, chảy xuôi theo mờ mịt huyết dịch, này dĩ nhiên là một ao máu tươi. Máu tươi bên trong càng là điểm xuyết lấy đủ loại quang mang, tựa như ức vạn tinh thần ở trong đó chập chờn. Rực rỡ ngời ngời, đẹp không sao tả xiết. Thần huyết, Tiêu Phàm trong đầu lập tức toát ra hai chữ, không sai, huyết trì này bên trong chứa dĩ nhiên là một ao thần huyết. Tiêu Phàm tu luyện Tu La Cửu Biến, chính là cần dạng này thần huyết, lần trước táng cho hắn một lần cơ duyên người, nhưng hắn nhất cử dung hợp 3360 loại thần huyết.
Những ngày qua đến nay, Tiêu Phàm đừng nói dung hợp thần huyết, liền nhường hắn để mắt thần huyết đều chưa từng thấy. Nhưng trước mắt này một ao thần huyết, hắn phẩm chất độ cao, để Tiêu Phàm đều âm thầm kinh hãi. Đến mức thân thể của hắn đều không nghe sai khiến, không tự giác hướng về huyết chỉ đi đến, nếu là thôn vệ những cái này thần huyết, hắn vô tận huyết mạch lại muốn tăng trưởng không ít. Dừng lại, nhưng mà, Tiêu Phàm vừa mới phóng ra mấy bước, liền bị một thanh âm hét lại. Tiêu Phàm ngừng thân hình, lại là nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện 10 cái Diệp gia đệ tử, tất cả đều lạnh như băng nhìn xem Tiêu Phàm, một người trong đó quát lạnh nói, đây là ta Diệp gia hóa tiên trì, ngoại nhân không được đến gần. Hóa tiên trì, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, lấy lại tinh thần. Hắn vừa mới nghe Diệp Khuynh Thành nói qua hóa tiên trì, nhưng hắn không nghĩ tới, trước mắt huyết trì lại chính là hóa tiên trì. Chẳng lẽ Diệp gia cũng có thể dung luyện mặt khác huyết mạch chi lực, đến cường hóa cùng tịnh hóa bản thân huyết mạch? Nếu thật là như vậy mà nói, lá kia nhà huyết mạch, chẳng phải là cũng không yếu với vô tận chiến huyết. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không hiểu kinh hãi, trong đầu hồi tưởng lại Diệp Khuynh Thành trước đó lời nói, Diệp gia tiên tổ đã từng cùng Tu La tộc tộc trưởng chiến đấu qua. Bây giờ xem ra, Diệp Khuynh Thành nói hẳn là không giả, Diệp gia tiên tổ cũng nắm giữ lấy loại phương pháp này. 89/10 chính là cùng Tu La tộc tộc trưởng có quan hệ. Trong lòng của hắn cũng đúng Diệp gia tiên tổ càng hiếu kỳ hơn, đồng thời trong lòng của hắn cũng có quyết định, nếu là Diệp Khuynh Thành có thể trở thành chủ nhà họ Diệp, này hóa tiên chỉ bên trong thần huyết, hắn bất kể như thế nào đều không thể bỏ qua. Hắn đoán sơ qua, hóa tiên chỉ bên trong thần huyết chí ít cũng có mấy trăm loại, hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ đây. Tiêu Phàm tập trung ý chí, lui ra phía sau mấy bước. Coi như nghĩ ra được hóa tiên chỉ bên trong thần huyết, cũng không nên trắng trợn, dù sao bây giờ là ở Diệp gia tổ mộ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lại là nhìn thấy Diệp Khuynh Thành cùng Diệp Tam Sinh đã chiến đấu cùng một chỗ, vô số kiếm ảnh dày đặc hư không, loạn lưu bắn ra bốn phía. Đương đương đương, kim thạch giao kích chói tai thanh âm truyền đến, hai người cũng là cao thủ sử dụng kiếm, trên kiếm đạo thiên phú chưa có người có thể so sánh. Liền Tiêu Phàm cũng không khỏi cảm thán Diệp Khuynh Thành thiên phú. Chỉ là nhường hắn kinh ngạc là, hai người quanh thân pháp tắc thần liên, vậy mà đều là không gian pháp tắc, chẳng lẽ đây là Diệp gia huyết mạch đặc tính? Không đúng, không chỉ có không gian pháp tắc lực lượng, còn có thời gian pháp tắc. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn đối với Diệp gia huyết mạch càng hiếu kỳ hơn. Nếu như chỉ là một người thi triển thời gian và không gian pháp tắc chi lực, hắn có lẽ lơ đễnh. Nhưng giờ phút này, hai người đều thi triển dạng này lực lượng, vậy liền không đơn giản. Ha ha, Diệp Khuynh Thành, đây chính là thực lực ngươi sao, vậy ngươi có thể chết. Diệp Tam Sinh càn rỡ cười to, thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh, một kiếm gắng sức chém xuống. Dài mấy trăm trượng kiếm mang trực tiếp đem hư không cắt đứt ra, túc sát chi khí tràn ngập hư không, tựa như muốn đem mảnh không gian này chảm phá. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Nhưng mà, mắt thấy Diệp Tam Sinh kiếm sắp chém trúng Diệp Khuynh Thành thời khắc, Diệp Khuynh Thành đột nhiên nhẹ nhàng khoát tay, từng đạo kiếm ảnh nở rộ, đem Diệp Tam Sinh kiếm mang phấn vụn nát. Diệp Khuynh Thành một kiếm này uy lực không phải rất mạnh, nhưng hắn tốc độ xuất thủ rất nhanh, nhanh đến tựa như đem thời gian sắc một dạng. Mấy chục kiếm đồng thời bộc phát, vậy mà ngăn trở Diệp Tam Sinh một kiếm. Cũng còn có mấy đạo kiếm khí nghịch tập mà lên, bay thẳng Diệp Tam Sinh đi. Diệp Tam Sinh con người hơi hơi co rụt lại, nhanh chóng hướng phía sau thối lui, dù vậy, cũng chậm nửa nhịp, đầu vai bị Diệp Khuynh Thành kiếm khí kích động, máu tươi vẩy ra. Diệp Tam Sinh bị thương, phía dưới đám người chấn động vô cùng, không khỏi hít một hơi lạnh. Phải biết, Diệp Tam Sinh thế nhưng là vạn la đế vực chưa có thiên tài một trong A, mà giờ khắc này. Lại bị không biết từ nơi nào xuất hiện Diệp Khuynh Thành gây thương tích, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ nhất định sẽ không tin tưởng. Nhưng mà, Diệp Khuynh Thành nhưng không có ngừng bước ý nghĩa, hắn tựa như đi bộ nhàn nhã, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Diệp Tam Sinh trước người, vung kiếm liền chém xuống. Sáng chói kiếm mang liệt thiên, phốc một tiếng trực tiếp xé nát hư không. Diệp Tam Sinh nguy rồi, tất cả mọi người kinh hô, trố mắt ngoác mồm. Tất cả đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi sắc, Diệp Khuynh Thành thực lực vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Diệp Tam Sinh lại muốn bại, hơn nữa bại nhanh như vậy.
Cái này không đúng a, không tốt, chỉ có Tiêu Phàm đột nhiên khẽ hô một tiếng, con người bỗng nhiên chấn động một cái. Quả nhiên, cũng liền ở Diệp Khuynh Thành kiếm khí sắp chém xuống thời khắc, Diệp Tam Sinh khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Chỉ một thoáng, chỉ thấy Diệp Tam Sinh không tránh không lùi, đột nhiên nghênh hướng Diệp Khuynh Thành một kiếm, chỉ là quỷ dị là, thân hình hắn bỗng uốn éo, thân thể vậy mà một phân thành hai. Một bóng người trực tiếp phóng tới Diệp Khuynh Thành, mà một bóng người khác nhưng từ khía cạnh một trưởng nộ oanh đi. Diệp Khuynh Thành khoảng cách Diệp Tam Sinh khoảng cách thực sự quá gần, hắn lại có thể tránh thoát được. Hai cái Diệp Tam Sinh lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế lôi đình xuất thủ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, như thế nào Diệp Khuynh Thành có thể ngăn cản được. Những người khác căn bản không phản ứng kịp, nhìn thấy Diệp Tam Sinh một phân thành hai một sát na kia, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chấn kinh, ngoại trừ chấn kinh, đám người trong lòng không còn gì khác cảm xúc. Dù là Tiêu Phàm cũng là như thế, hắn cũng bị Diệp Tam Sinh thủ đoạn cho khiếp sợ đến, hét lớn, mau lui lại. Mặc dù Tiêu Phàm mở miệng nhắc nhở, có thể Diệp Tam Sinh tốc độ lại là nhanh chóng biết bao, dù là Diệp Khuynh Thành nghe được, cũng căn bản không kịp phản ứng. Ở tất cả mọi người nhìn lại, Diệp Khuynh Thành hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh long, quả nhiên, một tiếng nổ vang, Diệp Khuynh Thành thân thể trực tiếp bị Diệp Tam Sinh một trường bắn cho nát. Hóa thành từng đạo quang vũ chiếu xuống hư không. Chết, đám người không khỏi hít một hơi lạnh, tất cả đều bị Diệp Tam Sinh thực lực cho khiếp sợ đến. Một hơi trước đó, Diệp Khuynh Thành còn trọng thương Diệp Tam Sinh, có thể nháy mắt, liền bị Diệp Tam Sinh cho đảo ngược, đây là đám người như thế nào cũng không nghĩ đến. Ngay sau đó, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào Diệp Tam Sinh trên người, đôi mắt đều là vẻ kiêng dè. Diệp Tam Sinh cường đại như vậy, liền Diệp Khuynh Thành đều bị hắn giết chết, những người này như thế nào đối thủ của hắn? Diệp Khuynh Thành, xem ra cũng chỉ đến như thế, sớm biết, nên trắng trợn giết ngươi. Diệp Tam Sinh nhàn nhạt mở miệng nói. Dứt lời, cái kia âm lãnh con ngươi, lại khiêu khích nhìn Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm đôi mắt bắn ra vẻ lạnh như băng sát khí, vừa mới chuẩn bị động thủ. Đột nhiên con ngươi lại là nhìn về phía Diệp Tam Sinh cách đó không xa, nơi đó nổi lên một đạo gợn sóng không gian. Xem ra, lần trước đánh lén ta sự tình tình, là ngươi làm. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Những người khác nghe nói như thế, tất cả đều theo nguồn thanh âm nhìn lại, sau một khắc, tất cả mọi người trợn to hai mắt, tựa như gặp quỷ một dạng. Chỉ thấy trên không trung, một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện. Hình thành một cánh cửa ánh sáng, ở tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt, một đạo áo trắng thân ảnh từ trong vòng xoáy dậm chân mà ra. Diệp Khuynh Thành, có người kinh hô mà ra, một mặt như thấy quỷ bộ dáng. Những người khác cũng là kinh ngạc không thôi, rất nhiều người nhìn không được xoa xoa hai mắt, còn cho rằng mắt mình hoa. Nhưng mà, vô luận bọn họ làm sao lau hai mắt, Diệp Khuynh Thành vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở đó. Một bộ cái rắm sự tình đều không có bộ dáng. Diệp Tam Sinh cũng là con người hơi hơi co rụt lại, lông mày vặn thành chữ xuyên, không tin nói, người thế nào không chết. Đám người cũng mười điểm nghi hoặc, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn đến Diệp Khuynh Thành bị Diệp Tam Sinh một trưởng đánh giết a, hơn nữa hải cốt không còn, làm sao có thể còn sống đây. Không đúng, vừa mới hắn chết thời điểm, không thấy máu tươi. Có người lấy lại tinh thần. Vang lên vừa mới Diệp Khuynh Thành bị Diệp Tam Sinh đánh giết một màn, kinh ngạc nói. Những người khác cẩn thận hồi tưởng, thật đúng là chuyện như vậy. Giết chết một người, vô luận là hài cốt không còn cũng tốt, hóa thành bột mịn cũng được, có thể giết chết đang yên đang lành một người sống, thế nào đều sẽ nhìn thấy máu tươi. Nhưng vừa rồi Diệp Khuynh Thành chết thời điểm, chỉ là hóa thành một trận quang vũ. Tiêu Phàm không khỏi âm thầm thay Diệp Khuynh Thành bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhìn thấy hắn không có việc gì, cũng thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới hắn lại còn nắm giữ cái kia một loại thần thông. Người đều không chết, ta như thế nào lại chết? Diệp Khuynh Thành lạnh lùng đáp lại nói, bất quá ngươi thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi vậy mà có được truyền thuyết tam thế chi thể. Tam thế chi thể, có người nghi hoặc, có thể sau một khắc, đám người lại là kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Tam Sinh. Tam thế chi thể vậy mà thực tồn tại, ta vẫn cho là đó chỉ là một truyền thuyết. Cái gì là tam thế chi thể? Người đây đều không biết.
Tam thế chi thể, tên như ý nghĩa, chính là quá khứ, hiện tại, tương lai chi thể, ba loại thể chất hợp nhất, có được năng lực quỷ thần khó lường. Chẳng lẽ còn so sánh với chín đại cổ thể sao? Có hay không so hơn chín đại cổ thể ta không biết, nhưng tam thế chi thể cơ bản chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, có rất ít người thực sự được gặp, thế gian có quan hệ hắn tin tức đều cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tê một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn xem Diệp Tam Sinh, ánh mắt phức tạp, có kính sợ, có hâm mộ, cũng có kiêng kỵ. Có chút Diệp gia chi thứ, tự nhiên là không hy vọng Diệp Tam Sinh trở thành chủ nhà họ Diệp, nếu là Diệp Tam Sinh lại trở thành chủ nhà họ Diệp, bọn họ những cái này chi thứ, về sau cơ hồ liền vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Nhưng là, những cái kia ủng hộ Diệp Tam Sinh nhất mạch người, lại là hưng phấn hết sức, Diệp Tam Sinh có được truyền thuyết tam thế chi thể, Diệp gia thăng chức rất nhanh, ở trong tầm tay. Tiêu Phàm híp hai mắt, quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Tam Sinh, trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh. Tam thế chi thể, Tu La truyền thừa bên trong cũng có ghi chép, loại thể chất này rất quỷ dị, cũng rất cường đại, chí ít không thể so chín đại cổ thể yếu, thậm chí càng thần bí. Nghe đồn, có được loại thể chất này người, có thể tu luyện ra ba cái thân thể, mỗi một cái thân thể đều quỷ thần khó lường, cường tuyệt hết sức. Khó trách Diệp Tam Sinh từ ra đời liền bị bắt đầu cái tên này, nguyên lai Diệp gia đã sớm biết hắn có được tam thế chi thể. Nếu như Diệp Tam Sinh thực sự là truyền thuyết tam thế chi thể, cái kia Diệp Khuynh Thành muốn chiến thắng hắn, đoán chừng cũng không phải là đơn giản như vậy, thậm chí có thể nói hy vọng xa vời. Bất quá, giờ phút này Diệp Khuynh Thành vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, cũng không có e ngại, có lẽ hắn cũng có không muốn người biết bí mật. Khặc khặc Diệp Tam Sinh tà tà cười một tiếng, cũng không có bởi vì Diệp Khuynh Thành vạch trần hắn bí mật này mà phẫn nộ, ngược lại âm hiểm cười lên, vừa rồi một kích kia không giết chết ngươi, ngược lại để ta có chút thay đổi cách nhìn triệt để muốn nhìn, bất quá, ngươi chính là phải chết. Tam thế chi thể cũng không phải là vô địch, Diệp Khuynh Thành nhàn nhạt lắc đầu, nói, nếu như ta đoán không sai, ngươi bây giờ cũng vẻn vẹn thức tỉnh hiện tại chi thể cùng quá khứ chi thể a. Vậy thì như thế nào? Giết ngươi đã đủ rồi. Diệp Tam Sinh con ngươi băng lãnh, nụ cười trên mặt biến mất, mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Mới vừa rồi bị Diệp Khuynh Thành nhìn thấu tam thế chi thể, hắn cũng không tức giận, nhưng là bây giờ, lại bị Diệp Khuynh Thành khám phá thực lực mình, trong lòng lập tức sinh ra một chút bất an. Giết ta, Diệp Khuynh Thành khẽ cười một tiếng, nếu như ngươi vẻn vẹn chỉ là thức tỉnh hiện tại chi thể, có lẽ còn có một tia cơ hội giết ta, nhưng là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Diệp Tam Sinh cười lạnh. Những người khác cũng cực kỳ không hiểu, tam thế chi thể, không nên thức tỉnh càng nhiều, thực lực càng mạnh sao? Bất quá Tiêu Phàm lại là nghĩ đến cái gì, trên mặt đột nhiên cũng hiện ra một nụ cười, hắn rốt cuộc biết Diệp Khuynh Thành vì sao không kiêng nể gì như thế. Nếu như Diệp Tam Sinh thực đã thức tỉnh hiện tại chi thể cùng quá khứ chi thể, chiếu hắn tình huống bây giờ, thật đúng là không phải Diệp Khuynh Thành đối thủ. Ta nghĩ người bây giờ thể nội hai cái linh hồn, đều không ai nhường ai a. Diệp Khuynh Thành nhếch miệng cười nói, lộ ra một bộ kiêu căng khó thuần thần sắc. Hừ, bớt nói nhiều lời, đi chết đi. Diệp Tam Sinh quát lên một tiếng lớn, hai cỗ thân thể cũng không có hợp hai làm một, mà là từ hai cái phương hướng thẳng hướng Diệp Khuynh Thành. Diệp Tam Sinh bí mật bị Diệp Khuynh Thành nhìn thấu, lập tức vô cùng phẫn nộ, trong lòng của hắn có loại mãnh liệt bất an. Chỉ muốn nhanh chóng giết chết Diệp Khuynh Thành. Nhưng mà, Diệp Khuynh Thành lại là thần sắc bình tĩnh như thường, so sánh vừa rồi ngược lại càng thêm lộ ra phong khinh vân đạm. Đối diện, Diệp Tam Sinh một đen một trắng hai cỗ thân thể đồng thời xuất thủ, trong tay đều tế ra một kiện pháp bảo, tản ra sáng chói dáng hồng mang, thần lực giống như biển cả một dạng mãnh liệt gào thét, đem thương khung đều bao phủ. Không gian trồng chất, Diệp Khuynh Thành thản nhiên bất động, khẽ quát một tiếng. Phất tay, chung quanh hư không lập tức bắt đầu vặn vẹo, tựa như quần áo đồng dạng, từng tầng lộn chồng lên nhau. Đáng sợ không gian áp bách lực lượng, nghiền ép lấy vào tới Diệp Tam Sinh hai cỗ thân thể. Không gian pháp tắc, đối với ta có ích lợi gì? Diệp Tam Sinh hắc sắc thân thể cười nhạo một tiếng, lộ ra một tia khinh thường, đây là hắn quá khứ chi thể. Ngay sau đó, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Chỉ thấy Diệp Tam Sinh quá khứ chi thể vậy mà trực tiếp xuyên thấu không gian trói buộc, xuất hiện ở Diệp Khuynh Thành trước người. Quá khứ chi thể,
ẩn chứa thời gian pháp tắc lực lượng, không thuộc về thời gian này, tự nhiên không thuộc về mảnh không gian này. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Hắn bản thân cũng lĩnh ngộ thời không pháp tắc lực lượng, đối với thời gian và không gian pháp tắc tự nhiên không phải bình thường quen thuộc, chỉ là bọn hắn lĩnh ngộ pháp tắc ảo diệu có chỗ khác biệt mà thôi. Nhưng thời gian pháp tắc ảo diệu cũng tốt, không gian pháp tắc ảo diệu cũng được, chỉ cần thuộc về cùng một loại pháp tắc chi lực, liền có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tiêu Phàm thời gian pháp tắc làm không được Diệp Tam Sinh quá khứ chi thể năng lực như vậy, nhưng hắn vẫn có 10 phần lòng tin có thể nghiền sát hắn quá khứ chi thể. Không vì cái gì khác, bởi vì hắn Tiêu Phàm lĩnh ngộ thời không pháp tắc đệ tứ trọng, chính là thời không nghịch lưu. Cho dù Diệp Tam Sinh quá khứ chi thể không thuộc về mảnh này thời không, Tiêu Phàm cũng có biện pháp chém giết hắn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Diệp Tam Sinh quá khứ chi thể đã tới gần Diệp Tam Sinh chỉ có một thước không đến khoảng cách, trong tay pháp bảo hung hăng hướng về Diệp Khuynh Thành đập tới. Ba, đột nhiên, một tiếng vang giòn, chỉ thấy hư không đột nhiên không hiểu ra sao xuất hiện một bàn tay, không đợi Diệp Tam Sinh tới gần, liền bị bàn tay kia trực tiếp một tát đập bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi từ Diệp Tam Sinh quá khứ chi thể trong miệng phun ra, còn bí mật mang theo mấy khỏa răng máu. Bay ngược quá trình bên trong, Diệp Tam Sinh quá khứ chi thể một mặt kinh hãi nhìn xem Diệp Khuynh Thành, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, điên cuồng nói, không có khả năng, ngươi làm sao có thể đụng đến ta. Diệp Khuynh Thành cười nhạt một tiếng, không có ý tứ, ta cũng lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Ba, Diệp Khuynh Thành mà nói, lại tốt tựa như một bàn tay hung hăng quất vào Diệp Tam Sinh trên mặt, nóng bỏng đau. Hắn như thế nào không minh bạch, Diệp Khuynh Thành là cố ý để hắn tới chi thể tới gần, chính là muốn mài rơi hắn hy vọng cuối cùng. Ngươi không phải tự cho là tam thế chi thể rất lợi hại phải không? Ta hiện tại liền phải nói cho ngươi, tam thế chi thể cũng không phải là vô địch. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, Diệp Tam Sinh cũng là không hiểu kinh ngạc, vừa mới chiến đấu. Diệp Khuynh Thành có thể vẫn không có thi triển thời gian pháp tắc ảo diệu, chỉ là ẩn chứa một tia thời gian chi lực mà thôi. Diệp Tam Sinh vẫn cho là, bản thân sớm đã đứng ở thế bất bại, có thể hiện thực lại là cho hắn một bàn tay. Không gian pháp tắc không cách nào làm bị thương người quá khứ chi thể, thời gian pháp tắc lại là có thể. Diệp Khuynh Thành thản nhiên nói, Diệp Tam Sinh, người bại. Bại, Diệp Tam Sinh hiện tại chi thể con người đỏ bừng. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bị Diệp Khuynh Thành không gian chi lực áp bách, xương cốt đều tan nát tận mấy cái. Lúc này, hắn quá khứ chi thể đi tới hiện tại chi thể bên người, lạnh giọng nói, muốn giết hắn, nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Những người khác kinh ngạc không thôi, cái này Diệp Tam Sinh làm sao bản thân nói chuyện với chính mình. Chẳng lẽ cái này cái gọi là quá khứ chi thể cùng hiện tại chi thể, không phải Diệp Tam Sinh một người khống chế, còn có người khác. Ta nói, ngươi không giết được ta. Diệp Khuynh Thành thần sắc bình tĩnh, nói, Diệp Tam Sinh, ngươi đi đi, mang theo các ngươi mạch này rời đi Diệp gia, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Khuynh Thành lời nói rất bình tĩnh, nhưng nghe ở Diệp Tam Sinh trong tai, lại là cực kỳ chói tai. Liền tựa như một cái phú ông đối một cái tên ăn mày nói, đây là đối với ngươi bố thí, ngươi hẳn là cảm kích. Không giết được ngươi, chưa thử qua làm sao biết đây. Diệp Tam Sinh lau đi khóe miệng máu tươi, thần sắc thay đổi thêm âm lãnh lên. Ngươi xác thực không giết được hắn. Lúc này, Tiêu Phàm lách mình đi tới Diệp Khuynh Thành bên người, Diệp Khuynh Thành tình huống hắn lại biết rõ rành rành, tuyệt đối không thể để Diệp Tam Sinh chân chính liều mạng. Coi như Diệp Khuynh Thành có thể giết chết Diệp Tam Sinh, Diệp Khuynh Thành đoán chừng cũng không sống nổi. Nếu là Diệp Khuynh Thành chết rồi, Diệp gia lại rơi vào Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này tay. Đây cũng không phải là Tiêu Phàm muốn thấy được kết quả. Tam thế chi thể mặc dù cường đại, nhưng lại nhất định phải dung hợp ba cái linh hồn. Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên, nếu là ngươi thức tỉnh quá khứ linh hồn cùng ngươi hiện tại linh hồn dung hợp thì cũng thôi đi, như thế có lẽ ngươi còn có chút thắng hy vọng. Nhưng là bây giờ, thực lực ngươi, tối đa cũng thì tương đương với so ngươi bản thân cường đại một điểm mà thôi, nếu là ngươi muốn chiến, tiếp xuống ta tới phụng bồi. Nói xong, Tiêu Phàm lật ra bàn tay, tử huyết sắc tu la kiếm lập tức xuất hiện ở bàn tay, chán phóng yêu dị quang mang. Diệp Tam Sinh mí mắt một trận cuồng loạn, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chính hắn trạng thái, bản thân lại biết rõ rành rành,
giết Diệp Khuynh Thành đều hết sức miễn cưỡng, hoặc có lẽ là không có khả năng. Lại càng không cần phải nói cùng so Diệp Khuynh Thành càng cường đại Tiêu Phàm đánh một trận, hắn căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Nhưng hắn lại không nghĩ tùy tiện buông tha một lần này tịnh hóa huyết mạch cơ hội, cứ như vậy rời đi, nếu không mà nói, đây tuyệt đối là hắn cả một đời tâm ma. Diệp Khuynh Thành cảm kích nhìn Tiêu Phàm một cái, hắn biết rõ, Tiêu Phàm sợ mình giết Diệp Tam Sinh, dạng này chẳng những hắn phải bỏ ra giá rất lớn. Hơn nữa, hắn Diệp Khuynh Thành muốn trưởng quản Diệp gia cũng cơ hồ là không thể nào. Về phần Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này thù, về sau có là cơ hội báo. Muốn chiến liền chiến, không chiến, lưu lại ngọc bài, lăn. Tiêu Phàm nhìn thấy Diệp Tam Sinh không hề bị lay động, lập tức cũng tức giận, trên người sát khí cuồn cuộn nở rộ. Tựa như chỉ cần Diệp Tam Sinh nói một chữ không, hắn tuyệt đối sẽ động thủ trảm Diệp Tam Sinh. Những người khác cũng bị Tiêu Phàm sát khí cho khiếp sợ đến, không hổ là vạn la đế vực trẻ tuổi một đời người thứ nhất, có thể đoạt được bách sát bảng hạng 3, xác thực không phải chỉ là hư danh hạng người. Ha ha, tốt, Diệp Tam Sinh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, hai cái thân thể hòa làm một thể. Sau nửa ngày, nụ cười đột nhiên ngừng lại, mặt lộ vẻ dữ tợn. Hai mắt đỏ bừng nhìn xem Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành, muốn ngọc bài, nằm mơ. Nói xong, Diệp Tam Sinh đưa tay vung lên, từng đạo lưu quang thoáng hiện, sau đó tại hư không nổ tung, mấy chục khối ngọc bài, trực tiếp bị hắn hủy đi. Không đợi Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành phản ứng, Diệp Tam Sinh nhanh chóng hướng về nơi xa thối lui, chỉ có một thanh âm truyền đến, Tiêu Phàm, Diệp Khuynh Thành, các ngươi hỏng ta chuyện tốt, đều chớ nghĩ sống lấy rời đi vạn la đế vực. Diệp Tam Sinh đi, nhưng Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành thần sắc lại trở nên hết sức ngưng trọng lên. Chờ rời đi Diệp ra tổ mộ, sự tình sợ sẽ không đơn giản như vậy. Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương ngưng trọng, bất quá việc đã đến nước này, hai người cũng sẽ không hối hận. Vô luận Diệp Tam Sinh phải chăng rời đi, Diệp Khuynh Thành cùng Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này cũng sẽ không thiệt. Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này sẽ không cam tâm tình nguyện đem Diệp gia giao cho Diệp Khuynh Thành, đồng dạng, Diệp Khuynh Thành cũng sẽ không dễ dàng buông tha chủ nhà họ Diệp vị trí. Thật lâu, Diệp Khuynh Thành lấy lại tinh thần, nhìn về phía mặt khác Diệp gia đệ tử. Diệp gia đệ tử ánh mắt lấp lóe, sợ Diệp Khuynh Thành đối phó bọn hắn, cũng may Diệp Khuynh Thành tiếp xuống ngữ, để bọn hắn thở dài một hơi. Diệp Tam Sinh bọn họ nhất mạch lưu lại ngọc bài rời đi. Những người khác có thể tiến vào hóa tiên trì. Diệp Khuynh Thành lạnh như băng mở miệng. Lời này vừa nói ra, rất nhiều Diệp gia đệ tử sắc mặt đại biến, nguyên bản bọn họ cho rằng Diệp Khuynh Thành sẽ không tìm bọn họ để gây sự, nhưng trên thực tế, bọn họ vẫn là khinh thường Diệp Khuynh Thành quyết đoán. Diệp Khuynh Thành, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng chúng ta là địch? Các ngươi mạch này, chỉ một mình ngươi thần vương cảnh, ngươi thật sự cho rằng ngươi là chủ nhà họ Diệp sao? Muốn chúng ta ngọc bài, giết chúng ta lại nói. Rất nhiều Diệp gia đệ tử lập tức kêu to mà lên, ngay sau đó đám người tất cả đều đứng chung một chỗ, cười lạnh nhìn xem Diệp Khuynh Thành. Không thể không nói, Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này tiến vào Diệp gia tổ mộ không ít người, nhiều đến hơn 60 người, chiếm cứ lấy toàn bộ Diệp gia 1/3. Diệp Khuynh Thành ánh mắt lạnh lùng, tiến lên một bước, vừa mới chuẩn bị động thủ, bất quá lại bị Tiêu Phàm ngăn lại. Diệp huynh, cái này ác nhân liền để ta tới làm a. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Hắn biết rõ Diệp Khuynh Thành dự định, bằng vào Diệp Khuynh Thành lực lượng một người, tự nhiên không có khả năng cùng Diệp Tam Sinh bọn họ nhất mạch là địch, bất quá tăng thêm Diệp gia đông đảo chi thứ, vậy coi như không nhất định. Những cái này chi thứ, chỉ cần Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này không phải là chủ nhà họ Diệp, những người khác trở thành chủ nhà họ Diệp, bọn họ cũng không phải đặc biệt quan tâm. Chỉ cần Diệp gia quy củ vẫn còn, bọn họ về sau cũng thì có hy vọng trở thành chủ nhà họ Diệp, bọn họ sở dĩ lo lắng, cũng vẻn vẹn chỉ là Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này độc đại mà thôi. Tiêu Phàm, đây là ta Diệp gia sự tình, ngươi còn muốn nhúng tay hay sao? Diệp gia đệ tử cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, căn bản không đem Tiêu Phàm để ở trong lòng. Nơi này chính là Diệp gia tổ mộ, bọn họ chắc chắn Tiêu Phàm không dám làm Diệp gia đệ tử mặt mũi. Đối bọn hắn đại khai sát giới. Đáng tiếc, bọn họ quá coi thường Tiêu Phàm, liền hướng Nam Phong hắn đều giết không tha, huống chi những cái này Diệp gia đệ tử đây.
Một khi rời đi Diệp gia tổ mộ, những người này khẳng định đều sẽ trở thành hắn địch nhân, đã như vậy, còn không bằng như vậy giết. Sau một khắc, Tiêu Phàm động, hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong tu la kiếm, nhìn như rất chậm, lại nhanh đến mức cực hạn, một kiếm dập dờn mà ra, từng đạo sương mù màu máu tại hư không nở rộ. Đám người chỉ nghe được một đạo khắc nghiệt kiếm đạo thanh âm, sau đó tất cả đều ngốc trệ tại nguyên chỗ. Phốc phốc, từng đạo huyết kiếm từ Diệp gia đệ tử thể nội bắn ra, sau đó tất cả mọi người lập tức hóa thành mưa máu, chết đến không thể lại chết. Tê những người khác thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh, tất cả đều bị Tiêu Phàm quyết đoán cùng tàn nhẫn cho khiếp sợ đến. Đây quả thực là cái sát thần a. Bọn họ cho rằng Tiêu Phàm chỉ là nói một chút mà thôi, tối đa cũng liền hù dọa một lần Diệp gia người, có thể chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Phàm thực có can đảm giết người. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Diệp gia trả thù sao? Bất quá chẳng biết tại sao, rất nhiều Diệp gia đệ tử mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng lại không có phẫn nộ, bọn họ bình thường cũng không ít bị Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này người áp bách. Nếu như có thể, bọn họ đã sớm tự mình động thủ, hiện tại Tiêu Phàm giết bọn hắn, trong lòng bọn họ lại có loại nhàn nhạt khoái cảm. Nhưng là Diệp gia mời đến ngoại viện, nhìn thấy một màn này, tất cả đều dọa đến sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Các ngươi đều có thể rời đi. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, giết chết cái kia 50, 60 người, tựa như là một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Là, một đám tu sĩ nơi nào còn dám lưu lại, tất cả đều hướng về Lăng Tiên Phong phía dưới bay đi. Đúng rồi, lúc này, Tiêu Phàm lại quét những người kia một cái, dọa đến bọn họ tất cả đều ngừng thân hình, không ít người vẫn như cũ duy trì động tác phi hành, khẽ động cũng không dám động, bộ dáng cực kỳ khôi hài. Cho các ngươi gia tộc cùng thế lực sau lưng mang câu nói, về sau ai nếu là còn đứng ở Diệp Tam Sinh bọn họ một bên kia, đừng trách trong tay ta vô tình, không tin mà nói, các ngươi đều có thể thử xem. Tiêu Phàm cười tủm tỉm mở miệng. Lan, nhìn thấy đám người không dám động, Tiêu Phàm lại lạnh lùng phun ra một chữ. Trong chớp mắt, 50, 60 người dọa đến lập tức biến mất ở trên Lăng Tiên Phong, Diệp gia còn lại chi thứ người, một mặt kiêng kỵ nhìn xem Tiêu Phàm tên sát tinh này. Tốt rồi, sự tình giải quyết, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, phất tay, 5-60 khối ngọc bài rơi vào Diệp Khuynh Thành trong tay. Diệp Khuynh Thành lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn bản ý không muốn giết chết Diệp Tam Sinh bọn họ nhất mạch người, dù sao cũng là Diệp gia người. Nhưng hắn cũng biết, cái này nhưng đều là một chút lúc nào cũng có thể sẽ cắn người độc xà, hắn không tốt động thủ, Tiêu Phàm diệt bọn hắn cũng đúng lúc bớt lo. Tất cả mọi người là Diệp gia người, hy vọng mọi người về sau lẫn nhau bảo vệ. Diệp Khuynh Thành nhìn về phía Diệp gia đệ tử nói. Lẫn nhau bảo vệ. Đám người khóe miệng giật một cái, vừa mới Tiêu Phàm giết chết 5-60 cái Diệp gia đệ tử thời điểm, người thế nhưng là mắt cũng không chấp cái nào, còn lẫn nhau bảo vệ. Diệp Khuynh Thành cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp hướng về Hóa Tiên Chỉ đi đến. Những người khác trong lúc nhất thời không dám lên trước, bọn họ cũng không phải sợ Diệp Khuynh Thành, mà là nhìn về phía Tiêu Phàm. Nhìn ta làm gì, ta cũng không phải Diệp gia người, ngọc bài đối với ta cũng không dùng. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng đã không kịp chờ đợi muốn dung hợp Hóa Tiên Chỉ bên trong thần huyết. Chẳng qua là khi lấy nhiều như vậy Diệp gia đệ tử, hắn cũng không dám quá trắng trợn, dù sao cái này đối Diệp Khuynh Thành trưởng quản Diệp gia bất lợi. Dù sao Diệp Khuynh Thành trong tay có nhiều như vậy ngọc bài, hắn có là thời gian, chờ những người này rời đi, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua những cái này thần huyết. Dứt lời. Tiêu Phàm trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng tu luyện, đi qua vừa rồi thời gian, đoán chừng đã không ai dám đối với Diệp Khuynh Thành bất lợi, trừ phi bọn họ sống không kiên nhẫn được nữa. Diệp gia đệ tử thấy thế, lúc này mới dám chậm rãi hướng về Hóa Tiên Chỉ đi đến, nhìn thấy Tiêu Phàm không hề bị lay động, mọi người mới trở nên lớn mật. Về phần Tiêu Phàm, cũng đã đắm chìm trong bốn loại pháp tắc chi lực lĩnh ngộ bên trong. Sát lục pháp tắc cùng thời không pháp tắc hắn đã có thể thi triển lĩnh vực chi lực. Một loại ảo diệu đột phá, dung hợp được rất dễ dàng, so dung hợp bốn loại ảo diệu dễ dàng hơn nhiều, đây cũng là đại bộ phận lựa chọn tu luyện cùng một loại ảo diệu nguyên nhân. Mặt khác, phong trì pháp tắc, bởi vì là lĩnh ngộ bốn loại ảo diệu, cho nên dung hợp tương đối chậm một chút. Về phần sinh tử pháp tắc,
Tiêu Phàm đã chạm tới đệ tứ trọng ảo diệu ngưỡng cửa, nhưng Tiêu Phàm luôn cảm giác kém một điểm gì đó. Dù sao hiện tại có thời gian, hắn cũng dứt khoát tiến nhập trạng thái tu luyện, sớm làm đem bốn loại pháp tắc lĩnh vực tất cả đều tu luyện được. Cũng coi như Tiêu Phàm tiến vào trạng thái tu luyện thời điểm, Lăng Tiên Phong phía trên nhân uân chi khí, lại đang lặng yên phát sinh biến hóa. Tiêu Phàm sau khi nhập định, mờ mịt lượn lờ Lăng Tiên Phong, đột nhiên chậm rãi trở nên thanh minh, phía trên đám mây chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tán đi. Thậm chí, giữa rừng núi linh khí cũng ở nhanh chóng biến mất, cả ngọn núi chậm rãi hiển lộ ra. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm cùng Diệp gia người không hề hay biết. Một canh giờ về sau, có một ít Diệp gia đệ tử thất lạc từ hóa tiên trì bên trong đi ra, khi bọn hắn nhìn thấy Lăng Tiên Phong bốn phía cảnh sắc thời khắc, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, vô số năm tháng đến nay, Lăng Tiên Phong một mực mờ mịt lượn lờ, mông lung, căn bản thấy không rõ chân dung. Cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện dạng này dị tượng, để bọn hắn như thế nào không kinh ngạc đây. Đi, nhanh rời đi nơi này. Có người trong lòng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt bất an, vội vàng đạp không mà lên, hướng về Lăng Tiên Phong bên ngoài bay đi. Có một ít tu sĩ nhìn không được quay đầu nhìn đi, một lần này nhìn, đám người con ngươi không khỏi hơi hơi co rụt lại. Đây là, có người kinh hô mà ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lăng Tiên Phong vị trí. Trước kia có nồng vụ ngăn cản, đám người căn bản thấy không rõ Lăng Tiên Phong chỉnh thể dung mạo, nhưng bây giờ, Lăng Tiên Phong lại là hết sức rõ ràng in vào đám người trong đầu. Nguyên bản một ngọn núi cũng căn bản không có khả năng để đám người như thế kinh ngạc, nhưng trước mắt Lăng Tiên Phong lại làm cho đám người chấn động vô cùng. Đây là một thanh kiếm. Sốt cục, có người thốt ra, kinh ngạc nhìn xem Lăng Tiên Phong. Không sai, giờ phút này Lăng Tiên Phong căn bản là không giống như là một ngọn núi, mà giống như là một chuôi tuyệt thế thần kiếm, cắm ngược thiên vũ, khí thế nguy nga hùng hồn. Dù là nhìn đến một cái, cũng làm cho người cảm nhận được một cỗ lăng lệ chi ý, da đầu hơi tê tê. Đám người còn muốn lưu lại hảo hảo quan sát một phen, đáng tiếc, bọn họ ngọc bài đã ở trong hóa tiên chỉ tiêu hao, cũng không lâu lắm, liền có một cỗ cường đại lực lượng bao phủ đám người, trực tiếp mang theo đám người rời đi. Mà lúc này, Lăng Tiên Phong rồi lại đã xảy ra kỳ lạ biến hóa, chỉ thấy Lăng Tiên Phong ngọn núi, đột nhiên chậm rãi chóc ra, tảng đá lớn lăn xuống mà xuống, phát ra ầm ầm thanh âm. Lăng Tiên Phong chung quanh linh khí đã chậm rãi biến mất, chiếm lấy là cuồn cuộn bụi bặm. Lại qua một canh giờ, lại có không ít người từ hóa tiên chỉ bên trong đi ra, nhìn thấy trước mắt một màn, cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Đám người còn cho rằng mắt mình hoa, thật sự là trước mắt chuôi kiếm này quá lớn. Nếu như nói trước đó chỉ là đơn giản kiếm thể, như vậy hiện tại, đã chính thức có được hình kiếm, liền tựa như một chuôi tuyệt thế thần kiếm lập giữa thiên địa. Lúc này, Tiêu Phàm cũng bị tiếng chấn động bừng tỉnh, đình chỉ tu luyện, chậm rãi mở hai mắt ra, đứng dậy. Khi hắn cảm nhận được dưới chân ngọn núi vậy mà tại chấn động lúc, cũng lộ ra kinh ngạc. Bất quá vì bảo hộ Diệp Khuynh Thành an nguy, hắn cũng không hề rời đi, Diệp Khuynh Thành giờ phút này còn trong tu luyện, trong thời gian ngắn đoán chừng tỉnh không. Đột nhiên, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, một bộ linh hồn phân thân từ trên người hắn bắn ra, hướng về chân trời lao đi. Khi hắn từ trên cao quan sát phía dưới Lăng Tiên Phong thời khắc, cũng bị trước mắt một màn cho khiếp sợ đến. Hồng hộc, đột nhiên, một đạo tiếng kiếm rít vang lên, lại là Tu La kiếm trực tiếp phá thể mà ra, lơ lửng ở Tiêu Phàm quanh thân, mãnh liệt run rẩy lên. Theo Tu La kiếm xuất hiện, phía dưới Lăng Tiên Phong cũng bắt đầu mãnh liệt rung rung, thế cục lăn xuống, một cỗ rồi rào mà khắc nghiệt khí tức từ Lăng Tiên Phong bên trên truyền đến. Tiêu Phàm nhíu mày, vội vàng nắm chặt Tu La kiếm, ngăn chặn Tu La kiếm rung động. Quả nhiên, sau một khắc Lăng Tiên Phong liền an tĩnh rất nhiều, nhưng thạch đầu vẫn như cũ còn đang lăn xuống, chỉ là chậm một chút mà thôi. Cứ tiếp như thế, Lăng Tiên Phong tất nhiên tránh không được đổ sụp, hắn hiện tại lo lắng Diệp Khuynh Thành không thể hoàn thành Diệp gia huyết mạch tịnh hóa. Đồng thời, hắn cũng lo lắng hủy hóa tiên trì, như thế coi như phí của trời. Để Tiêu Phàm vui mừng là, Lăng Tiên Phong sụp đổ tốc độ chậm không ít, cứ như vậy tốc độ tiếp tục, Diệp Khuynh Thành rất có hy vọng hoàn thành huyết mạch tịnh hóa. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm không hiểu nhìn xem Lăng Tiên Phong vị trí,
nghi ngờ trong lòng không thôi. Đang yên đang lành Lăng Tiên Phong, làm sao đột nhiên sẽ sụp đổ đây? Phải biết, Diệp gia tổ mộ thế nhưng là tồn tại gần như trăm vạn năm năm tháng A, dài như vậy năm tháng đều không hủy đi, làm sao đột nhiên sẽ phát sinh dạng này ngoài ý muốn? Bất quá rất nhanh, làm Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào Diệp Khuynh Thành trên người lúc, lập tức minh bạch cái gì? Hóa tiên chỉ bên trong, trừ bỏ Diệp Khuynh Thành bên ngoài, giờ phút này chỉ còn lại có 5 bóng người còn đang kiên trì. Năm người kia cũng là trên người tản ra nhàn nhạt năng lượng ba động, ngưng tụ thành từng mảnh hào quang, dị thường sáng chói. Nhưng mà, quang mang này cùng Diệp Khuynh Thành quanh thân quang mang so sánh, nhất định chính là ánh sáng đom đóm, mà Diệp Khuynh Thành là chân chính nhật nguyệt. Không chỉ có như thế, Diệp Khuynh Thành trên người còn phồng lên lấy một cỗ cường đại năng lượng ba động, ở trong hóa tiên chỉ nhấc lên một trận bọt nước. Dù là cách xa nhau hơn 10 dặm khoảng cách, Tiêu Phàm vẫn như cũ cảm nhận được Diệp Khuynh Thành trên người cái kia lực lượng đáng sợ, trên người phát ra năng lượng ba động, quá tinh khiết. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ vang truyền ra, Diệp Khuynh Thành trên người đột nhiên chán phóng ánh sáng vô lượng, trực tiếp đem hóa tiên chỉ bên trong 5 người cho hất bay ra ngoài, chấn động đến 5 người không ngừng ho ra máu. 5 người sắc mặt trắng bạch, nhưng bọn hắn không có để ý, ngược lại kinh hãi nhìn xem Diệp Khuynh Thành, còn người mãnh liệt co rút lại. Trở lại, phản tổ, hắn vậy mà huyết mạch phản tổ, một người trong đó suy yếu kêu lên, thân thể đều đang run rẩy kịch liệt lấy. 4 người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn họ rất rõ ràng huyết mạch phản tổ là có ý gì. Nói chung, tiên tổ huyết mạch mới là tinh khiết nhất, hậu thế huyết mạch sẽ từ từ trở nên mỏng manh, trừ phi dị biến thành càng cường đại huyết mạch, nếu không vĩnh viễn cũng vô pháp tiên tổ huyết mạch so sánh. Nhưng cũng có một loại khả năng. Kia liền là huyết mạch phản tổ, ở tịnh hóa huyết mạch quá trình bên trong, huyết mạch chi lực đạt đến tiên tổ cấp độ, được xưng là huyết mạch phản tổ. Huyết mạch phản tổ người, có thể có được tiên tổ tất cả truyền thừa, nếu như tương lai không chết yểu, hắn cơ bản đều sẽ đạt tới tiên tổ cấp độ, thậm chí khả năng vượt qua. Diệp gia trăm vạn năm tháng đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai huyết mạch phản tổ, giờ phút này nhìn thấy Diệp Khuynh Thành trên người huyết mạch phản tổ dị tượng. Diệp gia người tự nhiên cực kỳ không bình tĩnh. Huyết mạch phản tổ đại biểu cái gì, bọn họ rất rõ ràng, nếu như không xảy ra bất trắc, về sau chủ nhà họ Diệp đã không phải Diệp Khuynh Thành không còn ai. Trên mặt mấy người lộ ra thần sắc phức tạp, có cười khổ, cũng có kích động. Đáng chát là, bọn họ vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành chủ nhà họ Diệp, thậm chí bọn họ cái kia nhất mạch đều khó có khả năng. Nhưng mà kích động là, huyết mạch phản tổ xuất hiện. Cũng liền đại biểu Diệp gia sẽ lần nữa đi đến huy hoàng, đạt tới trăm vạn năm trước độ cao. Chỉ có Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh, hắn cảm thấy cái này còn không phải Diệp Khuynh Thành điểm cuối cùng. Diệp Khuynh Thành mới sử dụng mấy khối ngọc bài mà thôi, huyết mạch chi lực thì đến được Diệp gia tiên tổ cấp độ, nếu như đem còn lại ngọc bài sử dụng hết, hắn huyết mạch chi lực lại sẽ đạt tới như thế nào cấp độ. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, Lăng Tiên Phong đột nhiên chấn động mãnh liệt lên. Một cỗ túc sát chi khí đập vào mặt. Lui, Diệp gia 5 người kia lập tức lấy lại tinh thần, mang theo bọn họ đồng bạn nhanh chóng hướng phía sau thối lui, trong chớp mắt liền xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm. Tiêu Phàm cũng giống như thế, cỗ kia túc sát chi khí, liền hắn đều cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Không, nói cho đúng, là cảm nhận được bản thân nhỏ bé. Tại chỗ cỗ túc sát chi khí trước mặt, hắn cảm giác mình căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thử ngâm, đột nhiên, một đạo bạch sắc quang mang từ Lăng Tiên Phong vị trí nở rộ mà ra, hào quang óng ánh đâm đến người hai mắt đều không mở ra được, mấy người thân thể càng là cảm giác bị vô số đạo lợi kiếm cắt đứt đồng dạng, đau nhói vô cùng. Phốc phốc, từng đạo máu tươi tại hư không nở rộ, đám người không chút do dự lần nữa hướng về sau phương thối lui. Nhưng lúc này, thiên khung lập tức bị vô cùng vô tận kiếm khí bao phủ, đám người nghĩ lui cũng đã không kịp, Diệp gia 5 người nhờ người ngoài, trực tiếp bị mấy đạo kiếm khí chém giết, hóa thành từng đoàn máu tươi tràn ngập hư không. Một màn này, nhưng làm Diệp gia 5 người kia dọa cho phát sợ, bọn họ nhờ người ngoài, thực lực có thể không yếu hơn bọn họ. Liền 5 người kia đều đã chết, bọn họ lại thế nào chạy trốn được. Nhưng mà, để bọn hắn kinh ngạc là, kiếm khí kia mặc dù thương tổn tới bọn họ, nhưng không có muốn bọn họ mệnh.
chỉ bất quá Tiêu Phàm lại phiền toái, thân thể của hắn bị vô số kiếm khí xuyên thủng, toàn thân máu me đầm đìa. Lúc này, hắn không chút do dự vận chuyển sinh tử pháp tắc, khôi phục nhanh chóng thân thể, đồng thời triệu hồi ra sát lục luyện ngục, thân thể nhanh chóng lui vào trong đó. Không thể không nói, sát lục luyện ngục không gian hết sức đặc thù, những kiếm khí kia đại bộ phận bị ngăn cản ở ngoài. Nhưng cũng có một số nhỏ vọt vào, tựa như không đem Tiêu Phàm chém giết, thề không bỏ qua một dạng. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng, xòe bàn tay ra, Tu La kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay, sát lục pháp tắc thi triển, vô cùng vô tận sát lục kiếm khí hướng về những kiếm khí kia trùng sát đi. Hư không truyền đến một trận chói tai kim thạch giao kích thanh âm, đâm đến người làm đau màng nhĩ. Tiêu Phàm đã toàn lực chống đối, nhưng vẫn như cũ không phải những kiếm khí kia đối thủ, trên người máu me đầm đìa, nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm, đáng sợ tới cực điểm. Giờ phút này, trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, Diệp gia năm người kia thực lực thấp, có thể căn bản không có bất kỳ sinh mạng nào nguy hiểm, rất rõ ràng, những kiếm khí này chỉ là nhằm vào không phải Diệp gia người. Sát lục luyện ngục thế nhưng là hắn to lớn át chủ bài một trong, vậy mà ngăn không được một chút kiếm khí, điều này cũng làm cho hắn hãi hùng khiếp vía. Chỉ là hắn không minh bạch, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hư không làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy kiếm khí. Dư quang quét qua, Tiêu Phàm bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, lại là nhìn thấy, Lăng Tiên Phong chung quanh thạch đầu toàn bộ lăn xuống, một đạo bạch sắc quang mang đang từ từ nổi lên. Tiêu Phàm cũng không phải là chấn kinh quang mang này chói mắt, mà là quang mang này, dĩ nhiên là một thanh kiếm. Mặc dù trước đó đã tất cả phỏng đoán, nhưng chân chính nhìn thấy lớn như vậy kiếm, Tiêu Phàm cũng là kinh hãi không thôi. Thô sơ giản lược tính ra, chuôi này ánh sáng màu trắng kiếm, chỉ ít cũng dài đạt mấy vạn trượng, một kiếm liền có thể chém vỡ thiên địa, hủy diệt càn khôn đồng dạng, uy năng tuyệt thế. Chỉ là Tiêu Phàm không kịp nghĩ nhiều, hiện tại hắn muốn làm, đó là sống tiếp. Nhưng quanh thân kiếm khí cũng không cho hắn cơ hội, một mực gắt gao cuốn lấy hắn, cắt thân thể của hắn. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm cảm giác những kiếm khí này rõ ràng chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong lực lượng, vốn lấy thực lực của hắn, lại ngăn cản không được, cái này khiến hắn thầm kinh hãi không thôi. Nguyên bản hắn cho là mình đã tính đại đế cảnh phía dưới vô địch người, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, thế gian này, vẫn như cũ có mạnh hơn hắn. Không phải hắn so với ta mạnh hơn, mà là ta còn chưa đủ mạnh. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, hắn là cái không chịu thua chủ, há lại sẽ e ngại một chút kiếm khí. Sau một khắc, Tiêu Phàm làm một cái cử động điên cuồng, hắn trực tiếp thu hồi sát lục luyện ngục, đồng thời từng đạo pháp tắc thần liên từ trên người hắn bắn ra. Sát lục pháp tắc, phong chi pháp tắc, thời không pháp tắc, đều bị hắn thi triển đến cực hạn. Diệp gia năm người kia nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà lĩnh ngộ ba loại pháp tắc chi lực, tất cả đều trợn to hai mắt, khiếp sợ đến cực điểm. Nhưng mà, Tiêu Phàm giờ phút này lại là phiền muộn hết sức, bởi vì hắn ba loại pháp tắc chi lực đồng thời thi triển, vậy mà vẫn như cũ không ngăn cản được những kiếm khí kia, đến mức trên người vết kiếm càng ngày càng nhiều. Cứ tiếp như thế, cho dù những kiếm khí kia giết không chết hắn, đoán chừng đổ máu cũng sẽ chảy chết. Nếu là đường đường thần vương cảnh đỉnh phong, Tu La Điện điện chủ đổ máu chảy chết rồi, vậy coi như thực di cười vạn năm. Ta hiểu được, những kiếm khí này ẩn chứa kiếm đạo lĩnh vực, mà kiếm đạo lĩnh vực bên trong, lại dung hợp thời không pháp tắc, khó trách có thể không nhìn sát lục luyện ngục. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Thời không lực lượng, kỳ lạ nhất, liền sát lục luyện ngục đều có thể bị xuyên thủng. Đáng tiếc, Tiêu Phàm lĩnh ngộ sát lục pháp tắc. Thời không pháp tắc cùng phong chi pháp tắc, hắn lĩnh vực còn chưa triệt để hoàn thiện, nếu không mà nói, hắn cũng sẽ không e ngại cái này kiếm đạo lĩnh vực. Có thể nói, trước mắt những kiếm khí này, đã đạt đến thần vương cảnh cực hạn, cũng không còn cách nào vượt qua. Tiêu Phàm nhìn trước mắt kiếm khí, đột nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong tay Tu La kiếm thỉnh thoảng vũ động, nhìn như rất chậm, lại nhanh đến mức cực hạn. Cái này Tiêu Phàm cũng quá tự đại a. Lúc này vậy mà nhắm hai mắt lại, hắn muốn chết hay sao? Nghe danh không bằng gặp mặt, Tiêu Phàm cũng chỉ đến như thế, có thể chết ở ta Diệp gia tổ mộ, cũng là hắn đã tu luyện mấy đời phúc khí. Diệp gia năm người kia âm thầm châm chọc, một mặt hờ hững nhìn xem Tiêu Phàm. Không đúng, các ngươi nhìn hắn tốc độ, giống như càng lúc càng nhanh. Đột nhiên,
có một người kêu sợ hãi mà ra, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Bốn người khác cũng là mãnh kinh, ở tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiêu Phàm vậy mà thu hồi Tu La kiếm, tay không tấc sắt ứng phó chung quanh kiếm khí. Mặc dù Tiêu Phàm như trước đang thụ thương, nhưng hắn thụ thương tốc độ lại là giảm bớt rất nhiều. Diệp gia năm người thấy choáng mắt, trong lòng thầm mắng Tiêu Phàm biến thái, lúc này, vẫn còn có lá gan trong sinh tử tu luyện, chẳng lẽ hắn liền thật không sợ chết sao? Thời gian chậm rãi xói mòn, sau một ngày, Diệp gia năm người đã chỉ có thể bắt được Tiêu Phàm tàn ảnh, Tiêu Phàm tốc độ, sắp tới đám người không cách nào tưởng tượng cấp độ. Ở tại bọn hắn nhận biết bên trong, đại đế cảnh tiền kỳ cũng chỉ đến như thế, thậm chí còn hơi có không bằng. Mấy người đã chấn kinh đến tột đỉnh cấp độ, cái này Tiêu Phàm nào chỉ là biến thái, nhất định chính là cái yêu nghiệt. Nhưng mà, tiếp xuống một màn, để đám người hoàn toàn trợn tròn mắt. Chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên từ vô số kiếm khí bên trong hiển lộ ra, mặc dù máu me khắp người, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng hắn con ngươi, lại là sắc bén như kiếm, lộ ra một loại lăng lệ chi mang. Đột nhiên, Tiêu Phàm hai tay kết ấn, một đen một trắng hai đạo quang mang từ trên người hắn nở rộ, tại hư không nhanh chóng mở rộng, tựa như một cái trắng đen xen kẽ vòng xoáy. Nói cho đúng, hẳn là một cái trắng đen xen kẽ cối xay, theo cối xay mở rộng, bốn phía kiếm khí vậy mà nhao nhao vỡ nát, bốn phía hư không tất cả đều hóa thành bột mịn. Diệp gia năm người chỉ cảm thấy thiên địa đều đang sụp đổ, thế giới đều ở hủy diệt, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm vị trí. Tiêu Phàm mắt lạnh nhìn bốn phía kiếm khí, trầm giọng quát, sinh tử pháp tắc đệ tứ trọng, sinh tử đại ma bàn, mở. Sinh tử đại ma bàn, mở. Theo Tiêu Phàm một tiếng buồn bực hống, trắng đen xen kẽ cối xay đột nhiên tăng vọt, lấy hắn làm trung tâm, hướng về tứ phương chấn động mà ra. Phương viên mấy chục bên trên trong phạm vi trăm dặm, tất cả đều là hóa thành cho bụi, cái gì đều không lưu lại, chỉ có một cái to lớn lỗ đen lơ lửng không trung. Tại chỗ trong hắc động, đứng đấy một cái hắc bào thanh niên, hai tay vác lập, tóc đen trong gió cuốn lên, giống như một tôn cái thế thần ma, không ai bì nổi. Mặc cho bốn phía kiếm khí như thế nào bắn vọt, lại cũng không đến gần được hắn mảy may. Diệp gia năm người nhìn thấy đạo thân ảnh kia, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, cuối cùng đủ để tắc hạ một cái trứng vịt, thời gian đều để vào vĩnh viễn đứng im tại thời khắc này. Tiêu Phàm đứng ở trong hắc động van xin, mắt lạnh nhìn Lăng Tiên Phong vị trí. Chỉ là hiện tại Lăng Tiên Phong đã không thấy, chiếm lấy là một chuôi tuyệt thế thần kiếm chán phóng sáng chói mà thánh khiết quang mang. Quỷ dị là, ở thần kiếm phía trên, lơ lửng một cái huyết trì, bên trong vẫn như cũ ngồi xếp bằng một đạo áo trắng thân ảnh. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, tuyệt thế thần trên thân kiếm phương phát ra quang mang, tất cả đều bị cái kia áo trắng thân ảnh hấp thu. Áo trắng thân ảnh không phải người xa lạ, chính là Diệp Khuynh Thành, giờ phút này hắn dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh đến cực điểm, giống như trích tiên hạ phàm. Hắn đột phá, Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Diệp Khuynh Thành vốn liền là thần vương cảnh đỉnh phong, lần nữa đột phá, chẳng phải là đại đế. Tiêu Phàm lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi sắc, phải biết, Diệp Khuynh Thành thế nhưng là người bị thương nặng a, làm sao có thể nhanh như vậy đột phá đây. Đột nhiên, Tiêu Phàm hiểu được, trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Diệp Khuynh Thành nói qua, chỉ có Diệp gia tổ huyết mới có thể để cho hắn toại nguyệt, nghĩ đến, hắn đã thành công, hóa tiên trì bên trong. Khả năng thì có Diệp gia tổ huyết. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng nhẹ nhàng thở ra, Diệp Khuynh Thành đột phá đại đế cảnh, lá kia nhà muốn giết hắn đã cơ bản không thể nào. Ngay sau đó thân hình hắn lóe lên, rơi vào nơi xa đỉnh một ngọn núi, chung quanh một cái lỗ đen vần quanh, những kiếm khí kia lại cũng không đến gần được hắn mảy may. Tuy nhiên lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc đệ tứ trọng sinh tử đại ma bàn, nhưng vẫn như cũ không là thần vương cảnh cực hạn, việc cấp bách là triệt để lĩnh ngộ bốn loại pháp tắc lĩnh vực. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Thần vương cảnh, pháp tắc lĩnh vực là vua, pháp tắc chi lực ở pháp tắc lĩnh vực trước mặt, lộ ra quá yếu không trải qua gió. Dù sao hiện tại hắn cũng vô pháp rời đi, chỉ có thể chờ đợi Diệp Khuynh Thành tỉnh lại. Chỉ bất quá, mặc dù mảnh không gian này đối bọn hắn trói buộc chi lực đã biến mất, nhưng Diệp gia năm người lại là lựa chọn lưu lại. Bọn họ thấy tận mắt Diệp Khuynh Thành huyết mạch phản tổ, trong lòng đã động đặc biệt tâm tư. Nếu là có thể đi theo Diệp Khuynh Thành, vậy sau này bọn họ vị,
tuyệt đối không thể so trở thành hiện tại chủ nhà họ Diệp yếu. Này một chờ, chính là nửa năm thời gian, vượt xa tất cả mọi người mong muốn. Một ngày này, một đạo lăng thiên kiếm khí bay thẳng trời cao, lập tức hấp dẫn đám người lực chú ý, Tiêu Phàm cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, lại là nhìn thấy nơi xa to lớn thần kiếm vụt nhỏ lại, hướng về một phương hướng rơi đi. Trong chớp mắt, một đạo áo bào trắng thân ảnh lấy tay bắt lấy cái kia thần kiếm màu trắng, một tay vác lập, trong mắt lóe lên một vòng sắc bén quang mang. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, cũng không nói chuyện, bây giờ hắn đã nhìn không thấu Diệp Khuynh Thành. Nếu như Diệp Khuynh Thành không nhận hắn người điện chủ này, hắn cũng bất lực. Đương nhiên, nếu là Diệp Khuynh Thành dám động thủ, Tiêu Phàm cũng sẽ không ngồi chờ chết. Diệp Khuynh Thành nhàn nhạt quét Diệp ra năm người kia một cái, năm người không dám cùng Diệp Khuynh Thành đối mặt, cúi đầu, sợ Diệp Khuynh Thành diệt bọn hắn. Cuối cùng, Diệp Khuynh Thành ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, tựa như đang giãy giụa cái gì. Thật lâu, Diệp Khuynh Thành dậm chân mà lên, đi tới Tiêu Phàm vị trí, quỳ một chân trên đất nói tạ điện chủ. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, nhưng trong lòng là cực kỳ không bình tĩnh, hắn đã làm xong cùng Diệp Khuynh Thành liều mạng chuẩn bị. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Diệp Khuynh Thành vậy mà ở trước mặt hắn quỳ xuống, lấy Diệp Khuynh Thành ngạo khí, nếu như cũng đã quỳ xuống, cái kia đương nhiên sẽ không lại ứng phó hắn. Bất quá Diệp gia năm người kia lại là kinh hãi đến cực điểm, chẳng ai ngờ rằng huyết mạch phản tổ Diệp Khuynh Thành, vậy mà lại đối với Tiêu Phàm quỳ xuống. Ta không nhìn lầm ngươi. Tiêu Phàm thở sâu, hai tay đỡ dậy Diệp Khuynh Thành, hiếu kỳ hỏi, ngươi thực lực bây giờ? Đại đế bên trong, hẳn là không đối thủ. Diệp Khuynh Thành suy nghĩ một chút nói, thần sắc vô hỉ vô bi. Tiêu Phàm nghe vậy, đều không khỏi hít một hơi lạnh. Đại đế bên trong không đối thủ, cái này phải bao lớn tự tin, mới dám nói lời này. Lấy Diệp Khuynh Thành làm người, là không thể nào nói mạnh miệng, tất nhiên hắn dám nói lời này, vậy đã nói rõ hắn cảnh giới đã đến gần vô hạn khác một cảnh giới. Diệp gia năm người nghe nói như thế, mí mắt cuồng loạn, thân thể cũng bỗng nhiên run rẩy lên. Lúc này, Diệp Khuynh Thành ánh mắt đảo qua, dọa đến năm người phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cùng bái nói, bái kiến gia chủ. Diệp Khuynh Thành thần sắc lạnh nhạt, tựa như cũng không vì xưng hô thế này cảm mạo, huyết mạch phản tổ, hắn trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới, đạt đến đại đế cảnh đỉnh phong. Bây giờ hắn, tâm tính cũng đã xảy ra một chút biến hóa, đương nhiên sẽ không quan tâm một cái chủ nhà họ Diệp vị trí. Dù là Diệp gia bây giờ gia chủ, cũng chỉ là đại đế đỉnh phong mà thôi, hắn mục quang, đã thấy càng xa mục tiêu. Nơi này sự tình, ta không nghĩ những người khác biết rõ. Diệp Khuynh Thành nhàn nhạt mở miệng, vô hỉ vô bi. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, hắn luôn cảm giác Diệp Khuynh Thành cùng lúc trước có chút bất đồng, nhưng cụ thể là cái gì, hắn lại không nói ra được. Nguyên bản hắn nghĩ cùng Diệp Khuynh Thành đòi hỏi cái kia hóa tiên trì, bất quá lời đến khóe miệng, cuối cùng vẫn không thể nói ra đến. Là, năm người nơi nào còn dám phản bác? Đừng nói Diệp Khuynh Thành nói đại đế cảnh bên trong vô địch, cho dù hắn chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong, bọn họ cũng không dám cùng Diệp Khuynh Thành là địch. Diệp Khuynh Thành hài lòng gật gật đầu, lấy tay vung lên, bốn phía không gian lập tức một trận vặn vẹo, mấy người thân thể bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Làm mấy người lúc xuất hiện lần nữa, lại là ở trên Diệp gia quảng trường. Bắt hắn lại, mấy người vừa mới xuất hiện, hư không đột nhiên một tiếng quát như sấm. Quảng trường bốn phía bỗng xuất hiện lần lượt từng bóng người, đem Diệp Khuynh Thành cùng Tiêu Phàm mấy người vây ở trung ương. Các ngươi chơi cái gì? Diệp Khuynh Thành một bên một cái tu sĩ biến sắc, phẫn nộ quát. Bốn người khác cũng sắc mặt khó xử hết sức, bọn họ không phải người ngu, chỗ nào còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Diệp Tam Sinh, ra đi. Diệp Khuynh Thành nhìn xem một cái phương hướng, thần sắc lạnh nhạt nói. Ha ha, Diệp Khuynh Thành. Chờ ngươi nửa năm thời gian, ngươi rốt cục đi ra. Một đạo tiếng cuồng thiếu từ đằng xa truyền đến, lại là Diệp Tam Sinh dẫn một đám người cực tốc chạy đến. Trong đó mấy cỗ khí thức cường đại, tập trung vào Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành mấy người, không cần nghĩ cũng biết là mấy cái đại đế. Ta nói qua, các ngươi hỏng ta chuyện tốt, đều chớ nghĩ sống lấy rời đi Vạn La đế vực. Hôm nay, chính là các ngươi tử kỳ. Diệp Tam Sinh mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn xem Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành. Nửa năm thời gian, trên người hắn khí tức càng thêm ổn định,
cũng càng thêm cường đại, hiển nhiên, hắn cũng không phải là dậm chân tại chỗ. Bằng các ngươi, còn chưa đủ. Diệp Khuynh Thành cũng không tức giận, ngược lại thản nhiên nói. Bằng các ngươi, còn chưa đủ. Diệp Khuynh Thành lời nói rất bình thản, lại lộ ra vô địch tự tin, trong mắt càng là hờ hững hết sức, không mang theo mảy may tình cảm. Chỉ là hắn lời nói, ở Diệp gia những người khác nghe tới, lại giống như chê cười một dạng. Ha ha, cái này Diệp Khuynh Thành chẳng lẽ đầu đã hỏng thấu, hắn một cái thần vương cảnh đỉnh phong mà thôi, chẳng lẽ còn muốn theo đại đế cảnh một trận chiến sao? Coi như hắn có được đại đế cảnh tiền kỳ thần lực lại như thế nào, nơi này chính là có tốt mấy vị trưởng lão, cũng là đại đế cấp trung hậu kỳ tu vi, đừng nói là hắn chỉ là thần vương cảnh, chính là chân chính đại đế lại như thế nào? Ai bảo hắn đắc tội thiếu chủ đây, vị trí gia chủ, cũng không phải ai cũng có thể ngồi. Diệp gia đám người ngươi một lời ta một câu, không thể nghi ngờ không phải chào phúng Diệp Khuynh Thành. Nguyên bản có một ít con em dòng thứ, là đứng ở Diệp Khuynh Thành một phương, nhưng là bây giờ, lại tất cả đều quỷ dị đứng ở mặt đối lập, trợ giúp Diệp Tam Sinh bọn họ cái kia nhất mạch. Diệp Lân, ngươi muốn chết sao? Còn không qua đây, lúc này... Bên ngoài một cái trung niên nam tử quát khẽ nói, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Cha, Diệp Khuynh Thành một bên một thanh niên trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng dưới chân lại là không động mảy may, thể sống chết đều muốn đứng ở Diệp Khuynh Thành bên này một dạng. Người cái này nghiệt tử, trung niên nam tử khí chán nổi gân xanh lên. Cục diện hôm nay đến xem, Diệp Khuynh Thành là hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn tự nhiên không hy vọng con trai mình chết ở chỗ này. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, không khỏi híp híp hai mắt, Diệp gia bầu không khí, cùng nửa năm trước hoàn toàn khác biệt. Diệp Khuynh Thành tự nhiên cũng phát hiện điểm này, ánh mắt ở bốn phía tu sĩ trên người đảo qua, trong đó mấy cái chi thứ trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, tựa như bất đắc dĩ một dạng. Để Diệp Luân hồi ra đi, Diệp Khuynh Thành thu hồi ánh mắt, ngữ khí băng lãnh nhìn xem Diệp Tam Sinh nói. Hắn không phải người ngu. Tự nhiên đoán được xảy ra chuyện gì, cái này nửa năm thời gian, Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này, đoán chừng đã chân chính nhất thống Diệp gia. Chỉ là Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành nghi hoặc là, nếu như Diệp gia có thực lực này, vì sao sớm không xuất gia đến đây? Kể từ đó, Diệp gia đời sau gia chủ vị trí, cũng chỉ có thể là Diệp Tam Sinh. Muốn gặp cha ta, trước qua ta cái này liên quan a? Diệp Tam Sinh khinh thường cười một tiếng. Ngay sau đó phất phất tay nói, giết hắn, lần trước thua ở Diệp Khuynh Thành trên người, Diệp Tam Sinh đã không dám tùy tiện đối với Diệp Khuynh Thành động thủ, ai biết Diệp Khuynh Thành phải chăng cũng đồng dạng đột phá. Hắn là tam thế chi thể không sai, nhưng dù sao chỉ là không trọn vẹn tam thế chi thể, căn bản không có thể phát huy ra tam thế chi thể uy lực chân chính. Theo Diệp Tam Sinh ra lệnh một tiếng, bên cạnh hắn một cái đại đế cảnh trung kỳ tu sĩ đạp chân xuống. Không chút do dự thẳng hướng Diệp Khuynh Thành. Hắn thấy, chém giết một cái thần vương cảnh đỉnh phong tiểu tử, căn bản không cần phí chút sức lực. Chung quanh Diệp gia tu sĩ cũng là ánh mắt lạnh lùng, tựa như lại nhìn một người chết một dạng. Nhưng mà, mắt thấy cái kia đại đế cảnh trung kỳ tu sĩ sắp tới gần Diệp Khuynh Thành thời khắc, một đạo bạch sắc quang mang bỗng từ hư không bắn ra, xuyên qua đại đế cảnh trung kỳ tu sĩ mi tâm. Tốc độ nhanh chóng, ở đây người cơ hồ không có mấy người thấy rõ ràng. Ngay sau đó, cái kia đại đế cảnh trung kỳ tu sĩ đột nhiên ngừng thân hình, trên mặt vẫn như cũ duy trì lạnh lùng nụ cười. Chỉ bất quá, thân thể của hắn lại không nghe sai khiến, hướng xuống đất rơi đập mà xuống, quảng trường phía trên nhẹ nhàng chấn động, vang lên một chút bụi bặm. Chuyện gì xảy ra, Diệp gia tu sĩ một mặt cổ quái nhìn xem hư không, trưởng lão kia bọn họ đều biết. Chính là chân chính đại đế cảnh cường giả. Nhưng hiện tại nhường hắn giết Diệp Khuynh Thành, làm sao đột nhiên rơi xuống hư không đây? Để bọn hắn càng thêm kinh ngạc là, trưởng lão kia không còn có lên, cứ như vậy nằm trên mặt đất, nghiêng đầu vẫn như cũ mang theo nụ cười. Diệp Trường Lâm, ngươi làm gì? Ngươi không muốn sống sao? Diệp Tam Sinh giận tím mặt. Lão tử nhường ngươi giết người mà thôi, ngươi nhà vậy mà cho ta giả chết. Tất nhiên thần phục ta chủ mạch, kia chính là ta chủ mạch chó, lão tử muốn ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì. Nhưng mà, Diệp Tam Sinh gọi vài câu, trưởng lão kia Diệp Trường Lâm vẫn không có trả lời hắn, cái này khiến Diệp Tam Sinh khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Diệp Trường Lâm tháo thành tám khối. Thiếu chủ,
Diệp Trường Lâm hắn chết. Lúc này, Diệp Tam Sinh bên người một trưởng lão run giọng nói, một mặt sợ hãi nhìn xem Diệp Khuynh Thành. Hắn thân làm đại đế cảnh hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên thấy rõ vừa rồi đạo kia bạch mang, cũng chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể khiếp sợ như vậy. Cái gì, chết, Diệp Tam Sinh còn chưa mở miệng, Diệp gia những người khác liền kinh hô mà ra. Bọn họ linh hồn chi lực hướng về Diệp Trường Lâm thi thể tràn ngập đi, sau một khắc, một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ai cũng không dám tin tưởng, Diệp gia đại đế cảnh trung kỳ cường giả, lại bị người ngay trước bọn họ nhiều người như vậy mặt giết chết. Chỉ có Tiêu Phàm cùng bên cạnh hắn năm cái Diệp gia đệ tử thần sắc bình tĩnh, tựa như đã sớm đoán được một dạng. Ai, cút ra đây cho lão tử. Diệp Tam Sinh nhìn xem quảng trường bốn phía phẫn nộ quát. Hắn không thấy rõ ràng vừa rồi đạo bạch quang kia, tự nhiên cũng không biết là Diệp Khuynh Thành giết Diệp Trường Lâm, còn tưởng rằng là có những người khác trong bóng tối đánh lén. Đừng tìm, là ta giết. Lúc này, Diệp Khuynh Thành nhàn nhạt mở miệng, phóng ra bước chân, chậm rãi hướng về Diệp Tam Sinh đi tới. Ngươi giết hắn, Diệp Tam Sinh đầu tiên là giật mình, ngay sau đó giễu cợt nói, ngươi một cái thần vương cảnh đỉnh phong, có thể giết chết đường đường đại đế cảnh trung kỳ. Thực sự là chê cười. Diệp Tam Sinh nói ra lời này thời điểm, một bên một lão già còn cần lực kéo hắn một cái áo bào, có thể Diệp Tam Sinh nơi nào sẽ coi ra gì. Hắn thừa nhận Diệp Khuynh Thành thực lực không tệ, nhưng ngắn ngủi nửa năm thời gian, muốn lấy thần vương cảnh đỉnh phong thực lực giết chết một cái đại đế cảnh trung kỳ tu sĩ, nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày. Diệp Khuynh Thành, người tốt nhất thúc thủ chịu trói, bằng không, không chỉ ngươi muốn chết, người nhà ngươi. Diệp Tam Sinh mắt lạnh nhìn Diệp Khuynh Thành, lại bắt đầu uy hiếp. Hồng hộc, lời nói chưa dứt thanh âm, một tiếng vang giòn truyền ra, Diệp Tam Sinh thanh âm đột nhiên ngừng lại, trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn mi tâm, một cột máu phun ra, đạt đến một trượng 3,3 mét độ cao, ngay sau đó, Diệp Tam Sinh thân thể trực tiếp ngã xuống, trên người lại không bất luận cái gì âm thanh. Chết! Đám người hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Đây chính là Diệp gia thiếu chủ A, đương đại chủ nhà họ Diệp Diệp Luân Hồi Nhi Tử, lại bị Diệp Khuynh Thành giết chết. Cái này Diệp Khuynh Thành, thật chẳng lẽ chán sống rồi sao? Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh nhìn xem Diệp Khuynh Thành, hắn rốt cục phát hiện Diệp Khuynh Thành chỗ nào biến, từ khi huyết mạch phản tổ về sau, hắn tính tình trở nên cực kỳ lạnh lùng. Trước kia hắn, mặc dù sát phạt cũng quyết đoán, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ vậy thị sát. Diệp Luân Hồi, còn không ra sao? Thật muốn ta đem bọn hắn từng bước toàn bộ giết chết, người mới ra ngoài sao? Diệp Khuynh Thành nhàn nhạt nhìn xem ở đây Diệp gia tất cả tu sĩ nói. Ở đây Diệp gia tu sĩ thấy thế, tất cả đều rụt cổ một cái, bị Diệp Khuynh Thành trên người phát ra sát khí chấn nhiếp đến. Diệp Khuynh Thành trên người phát ra sát ý, tuyệt đối không phải nói đùa. Nếu là Diệp Luân Hồi không ra, hắn thực biết đem Diệp ra những người này chém giết hầu như không còn. Cho dù là Tiêu Phàm, cũng âm thầm kinh hãi Diệp Khuynh Thành trên người sát ý. Thậm chí, hắn từ Diệp Khuynh Thành trên người thấy được bản thân cái bóng, hắn bắt đầu giết người thời điểm, không phải cũng là cái dạng này sao? Chẳng lẽ là huyết mạch vấn đề? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Diệp Khuynh Thành huyết mạch phản tổ, huyết mạch mặc dù trở nên cường đại rồi, nhưng là gánh chịu trong huyết mạch một chút ký ức, đem hắn tính cách cho cải biến. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy còn tốt, Tiêu Phàm lo lắng là, Diệp Khuynh Thành trên người còn đã xảy ra bản thân không biết sự tình. Diệp Khuynh Thành, người dám giết ta nhi, ta nhất định đổ ngươi nhất mạch. Đột nhiên, một đạo hùng hậu hữu lực thanh âm vang lên. Đám người nghe được thanh âm này, có lộ ra vẻ kích động, mà có lại lộ ra kiêng dè, thần sắc mỗi người không giống nhau. Một bóng người hiện lên, trên quảng trường, lại là đột ngột xuất hiện một bóng người, đó là một cái trung niên nam tử mặc áo bào cho, khôi ngô cao lớn, trên người tản ra một loại mông lung khí tức, để cho người ta nhìn không thấu mảy may. Trung niên nam tử một đôi thâm thúy con ngươi, hai hàng lông mày như kiếm, lộ ra một cỗ sắc bén chi ý, lạnh lùng nhìn xem Diệp Khuynh Thành, sát cơ không thêm mảy may che giấu. Diệp Luân Hồi, người rốt cục dám ra đây. Diệp Khuynh Thành thần sắc đạm mạc nói ra, bốn mắt tương đối, trên người khí tức đã đụng vào nhau. Hiển nhiên, trước mắt nam tử trung niên này,
chính là Diệp gia hiện tại gia chủ Diệp Luân Hồi. Không đúng, Tiêu Phàm đột nhiên lông mày nhíu lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Diệp Luân Hồi, trong lòng trầm ngâm nói, làm một cái phụ thân, con trai mình chết rồi, coi như muốn báo thù, cũng cần phải nhìn một chút thi thể con trai a. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn giết người không ít, có thể giống Diệp Luân Hồi dạng này trực tiếp lên đến liền báo thù, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho dù Diệp Luân Hồi không ôm thi thể con trai khóc giống một trận, vậy cũng hẳn là nhìn một hai mắt mới động thủ a. Là Diệp Luân Hồi không quan tâm Diệp Tam sinh sinh tử, hay là hắn căn bản chính là một cái người vô tình. Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng, mà lúc này, Diệp Khuynh Thành cùng Diệp Luân Hồi đã động thủ, hai người thân hình tại chỗ biến mất, xuất hiện ở trên không trung. Diệp gia đám người có người muốn tìm Tiêu Phàm phiền phức, có thể thấy được biết đến Diệp Khuynh Thành thực lực về sau, bọn họ đều không dám tùy tiện động thủ. Tiêu Phàm không có để ý không trung chiến đấu, Diệp Khuynh Thành ranh giới cuối cùng là bao nhiêu, hắn không rõ ràng, nhưng là cùng Diệp Luân Hồi chiến đấu, Diệp Khuynh Thành liền chuôi kia tuyệt thế thần kiếm đều không lấy ra, liền đủ để chứng minh hắn lực lượng. Có cái kia tuyệt thế thần kiếm ở, Diệp Khuynh Thành có lẽ thật đúng là đại đế cảnh bên trong vô địch. Tiêu Phàm ánh mắt quét về phía bị Diệp Khuynh Thành giết chết Diệp Tam Sinh, này không nhìn còn tốt, xem xét phía dưới, Tiêu Phàm không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy máu me khắp người Diệp Tam Sinh thi thể, vậy mà đang nhanh chóng hủ hóa, bây giờ đã chỉ còn lại có một bộ xương. Nhưng có thể là bởi vì tất cả mọi người bị không trung chiến đấu hấp dẫn, cho nên không ai quan tâm Diệp Tam Sinh thi thể. Nếu như không phải Diệp Tam Sinh bên cạnh thi thể có hai cái đại đế cảnh tu sĩ trông coi, Tiêu Phàm nhất định phải làm một minh bạch, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn hiện tại cũng không muốn cùng Diệp gia những cái kia đại đế cảnh cường giả tranh phong, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Tam Sinh bộ xương hóa thành hư ảo, cuối cùng cái gì đều không lưu lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm trong lòng tự nói. Diệp Tam Sinh chết rồi, thi thể làm sao sẽ hóa thành hư ảo đây? Chẳng lẽ cái này cùng tam thế chi thể có quan hệ? Vô số nghi hoặc tràn ngập Tiêu Phàm não hải, nhưng căn bản tìm không thấy đáp án. Bất quá hắn tin tưởng, tuyệt đối không phải Diệp Khuynh Thành tận lực hủy đi Diệp Tam Sinh thi thể. Rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm chỉ có thể chờ đợi, chờ Diệp Khuynh Thành cùng Diệp Luân Hồi kết thúc chiến đấu, hắn liền tìm Diệp Khuynh Thành hỏi rõ ràng. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra một khối ngọc phù, bên trong truyền đến một thanh âm, phu quân, người rốt cục trở về. Thi Vũ, người thế nào? Tiêu Phàm lo lắng hỏi, hắn cùng với Diệp Khuynh Thành tiến vào Diệp gia tổ mộ. Lại đem Diệp Thi Vũ lưu lại, trong lòng dù sao cũng hơi lo lắng. Ta không sao, người đoán không sai, Diệp Luân Hồi bọn họ quả nhiên động thủ, may mà ta sớm đem Diệp Thệ Chi bọn họ mang đi. Diệp Thi Vũ hồi đáp. Tiêu Phàm nghe vậy, khẽ thở phào, vừa mới nghe được Diệp Tam Sinh dùng Diệp Thệ Chi bọn họ đến uy hiếp Diệp Khuynh Thành, hắn thật đúng là giật nảy mình. Bây giờ nghe được Diệp Thi Vũ trả lời, Tiêu Phàm cũng yên tâm. Thi Vũ. Người ở đâu? Tiêu Phàm lại hỏi. Ta liền ở Vạn La Thành. Diệp Thi Vũ đáp. Chờ ta cùng Diệp Khuynh Thành giải quyết Diệp gia sự tình, ta sẽ gọi ngươi trở về. Tiêu Phàm trầm giọng nói, cùng Diệp Thi Vũ tán gẫu vài câu, liền đem truyền âm ngọc phù thu vào. Hiện tại hắn có thể làm, chỉ có chờ Diệp Khuynh Thành cùng Diệp Luân Hồi phân cái thắng bại. Mặc dù hắn tin tưởng Diệp Khuynh Thành thực lực, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút bồn chồn. Nếu là Diệp Khuynh Thành bại, hắn liền nhất định phải nhanh rời đi Vạn La Đế Thành. Khoảng cách bách sát các 3 năm kỳ hạn, bây giờ chỉ có 3 tháng không đến thời gian. 3 tháng về sau, nếu là không cách nào đến bách sát các, chờ đợi hắn, chính là Vạn La Đế vực bất tận truy sát. Đương nhiên, nếu như Diệp Khuynh Thành thắng còn tốt, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ Vạn La Đế vực truyền tống trận rời đi, dù sao, Diệp gia gia chủ điểm này quyền lực vẫn có. Chỉ là Tiêu Phàm kinh ngạc là, hướng Nam Phong chết rồi, hướng Vạn Đạo lại không đến tìm hắn để gây sự, đây cũng quá cổ quái. Đoán chừng hướng Vạn Đạo đã sớm biết hướng Nam Phong đã chết. Tiêu Phàm vừa muốn nói. Đang lúc hắn trầm ngâm thời khắc, hai bóng người từ trên cao đáp xuống, đập ầm ầm rơi ở trên Diệp gia quảng trường, toàn bộ quảng trường trực tiếp nổ tung, hóa thành một vùng phế tích, hư không phế thạch bắn ra bốn phía. Cuồn cuộn bụi bặm nhanh chóng tán đi, đám người lập tức thấy được trung ương hai bóng người.
Diệp Luân Hồi khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, áo bào phá toái không chịu nổi, dính không ít vết máu, tóc cũng có chút rối tung, con ngươi âm lãnh tới cực điểm, tràn đầy vô tận không cam lòng. Trái lại đối diện Diệp Khuynh Thành, vẫn như cũ áo bào trắng trắng hơn tuyết, không nhiễm bụi bặm, mặt không đỏ, tim không nhảy, tựa như vừa rồi một trận chiến chỉ là đi bộ nhàn nhã một dạng. Là kẻ ngu đều có thể nhìn ra giữa hai người chênh lệch đến, hiển nhiên, một trận chiến này Diệp Khuynh Thành thắng. Ai cũng không nghĩ tới, một cái không hiểu ra sao xuất hiện Diệp gia tiểu tử, lại đem Diệp gia gia chủ dẫm ở dưới chân, hơn nữa một ngày này đến nhanh như vậy. Hảo một cái Diệp Khuynh Thành, lúc trước ta liền không nên chỉ phế bỏ ngươi, mà là giết ngươi. Diệp Luân Hồi nghiêm nghị nói, trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Lời này vừa nói ra, đám người một trận xôn xao, lúc trước bọn họ vẫn chỉ là phỏng đoán, nhưng bây giờ Diệp Luân Hồi nói ra, trong lòng bọn họ vẫn như cũ chấn động vô cùng. Rất nhiều người trong lòng thầm mắng Diệp Luân Hồi âm hiểm, thế nhưng không dám trắng trợn mở miệng. Ngược lại là Diệp Khuynh Thành, thần sắc 10 điểm bình tĩnh, tựa như việc này không có quan hệ gì với hắn đồng dạng, nói từ giờ trở đi, ta là Diệp gia gia chủ. Căn bản không chờ Diệp Luân Hồi mở miệng, hắn vừa nhìn về phía Diệp gia tất cả mọi người tại chỗ nói, các ngươi có thể đi theo Diệp Luân Hồi rời đi, nhưng lần sau, chính là Diệp mỗ địch nhân. Nói xong, Diệp Khuynh Thành cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa đi đến, đem lựa chọn ném cho Diệp gia người. Sau một ngày, Diệp Khuynh Thành trở thành Diệp gia gia chủ sự tình liền truyền khắp Vạn La Đế Thành, hoàn toàn vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Phải biết, Diệp gia thế nhưng là Vạn La Đế vực vẻn vẹn yếu tại hướng gia gia tộc A, gia chủ Diệp Luân Hồi thực lực cường đại dường nào, lại bị một cái hậu bối đệ tử đánh bại, cái này khiến đám người trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà sự thật lại là như thế, rất nhiều người tận mắt chứng kiến. Ngày đó, Diệp Luân Hồi mang theo một số người lặng yên rời đi Vạn La Đế Thành, cũng không có cùng Diệp Khuynh Thành liều mạng. Điểm này để rất nhiều người 10 điểm nghi hoặc, có người cho rằng Diệp Luân Hồi tâm tính tốt, liền vị trí gia chủ đều không để ý, cũng có người cho rằng Diệp Khuynh Thành quá mạnh, cho dù Diệp Luân Hồi lưu lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, không có khả năng một lần nữa đoạt lại vị trí gia chủ. Chỉ có Tiêu Phàm không nghĩ như thế, hắn nghĩ càng nhiều là Diệp Luân Hồi lạnh lùng và tuyệt tình, đối với Diệp Tam sinh chết, hắn hoàn toàn không tức giận, hoặc có lẽ là chỉ là tượng trưng cùng Diệp Khuynh Thành đánh một trận mà thôi. Diệp Luân Hồi trên người khẳng định có cái gì bí tịch, không nghĩ khiến người khác biết rõ. Tiêu Phàm trong lòng đốc định nói. Đáng tiếc bí mật này, hắn nhất định là không thể nào biết rõ. Hơn nữa, do dự Diệp Khuynh Thành tâm tính phát sinh biến hóa, Tiêu Phàm cũng không dám ở Vạn La Đế Thành dừng lại lâu, cùng Diệp Thi Vũ cùng thần vô tâm chạm mặt về sau, liền mượn nhờ truyền tống trận rời đi Vạn La Đế Thành. Diệp Khuynh Thành cũng không có giữ lại, thậm chí còn tự mình đưa Tiêu Phàm mấy người bước lên truyền tống trận, những người khác tự nhiên không dám ngăn cản. Nếu như hướng Nam Phong biết rõ lại là dạng này kết cục, hắn tuyệt đối sẽ không muốn đem Tiêu Phàm lưu tại Vạn La Đế Thành. Tiêu Phàm ba người đạp vào truyền tống trận, hướng về phía Diệp Khuynh Thành hơi hơi ra hiệu, truyền tống trận khởi động, một đạo không gian năng lượng bao vây lấy ba người biến mất ở truyền tống trận phía trên. Diệp Khuynh Thành thật lâu thất thần, không biết đang suy nghĩ gì, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ thống khổ. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm là không thể nào đã biết, làm ba người xuất hiện lần nữa về sau, đã là ở một cái khác truyền tống trận phía trên. Nơi này chính là Man Hoang Cổ Thành. Tiêu Phàm ba người rời đi truyền tống ngọc đài, một cỗ mênh mông khí tức đập vào mặt, linh khí nồng nặc, để Tiêu Phàm ba người toàn thân thư thái. Người đến người nào, đột nhiên, một thanh âm vang lên, lại là hai bóng người đột ngột xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm ba người. Tiêu Phàm ba người kinh ngạc là, hai người trước mắt dĩ nhiên là đại đế cảnh cường giả. Chẳng lẽ Man Hoang Cổ Vực thực cường đại như vậy, liền nhìn thủ truyền tống trận người đều là đại đế cảnh tu vi. Vạn La Đế Vực, Tiêu Phàm. Vạn La Đế Vực, Diệp Thi Vũ. Huyết U Cổ Vực, Thần Vô Tâm. Ba người không có giấu giếm, riêng phần mình báo ra tên mình, mới đến, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Dù sao, Man Hoang Cổ Cương chính là nhân tộc 3000 vực cấp cao nhất ngũ vực một trong, đừng nói đại đế cảnh, cho dù vượt qua đại đế cảnh cường giả đều số lượng cũng không ít, dung không được bọn họ làm càn. Mỗi người nộp lên trên 100 vạn cực phẩm thần thạch.
trong đó một cái trung niên nam tử thần sắc hờ hững nói. Tiêu Phàm lông mày khẽ nhíu một chút, lúc này, thần vô tâm giải thích nói, tiến vào man hoang cổ thành, nhất định phải có được thân phận ngọc bài, không có thân phận ngọc bài người, không được tại man hoang cổ thành lưu lại vượt qua một ngày, mà cái này trăm vạn cực phẩm thần thạch, chính là dùng để mua sắm thân phận ngọc bài. Thần vô tâm như vậy giải thích, Tiêu Phàm cũng không thể tránh được, lấy thực lực của hắn, không có khả năng làm trái man hoang cổ vực quy củ. Trừ phi thực lực của hắn đã đạt đến không nhìn man hoang cổ cương quy củ cấp độ, chí ít hắn bây giờ còn chưa phải là. Bất quá, trăm vạn cực phẩm thần thạch chỉ là dùng để mua sắm một khối thân phận ngọc bài, quả thực không phải bình thường quý. Dù là bình thường thần vương cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể tùy tiện cầm được ra trăm vạn cực phẩm thần thạch. Tiêu Phàm áp chế một cách cưỡng ép trong lòng khó chịu, hay là lên giao 200 vạn cực phẩm thần thạch, thần vô tâm mình cũng giao 100 vạn, hắn vì tiến vào bách sát các, hiển nhiên sớm đã làm xong đầy đủ chuẩn bị. Đối diện hai cái đại đế cảnh tu sĩ tiếp nhận thần thạch, sau đó đưa cho Tiêu Phàm bọn họ ba khối thân phận ngọc bài, để ba người nhỏ một giọt tinh huyết, đây là bọn hắn tiếp xuống ở man hoang cổ thành duy nhất thân phận. Tốt rồi, các ngươi có thể rời đi. Trung niên nam tử tiếp tục mở miệng nói, thần sắc hờ hững. Tạ, thần vô tâm hơi hơi thi lễ, lôi kéo trong lòng khó chịu Tiêu Phàm liền tới phía ngoài vừa đi đi, hắn sợ Tiêu Phàm tức giận, cùng đại đế cảnh cường giả giao thủ, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lại một cái tính khí ương ngạnh, trung niên nam tử khẽ cười một tiếng, trong mắt đều là khinh thường. Đi tới man hoang cổ cương, cho dù long cũng phải nằm sấp, qua một đoạn thời gian, hắn liền sẽ cái gì tính tình cũng bị mất. Một cái khác cống ngầm mũi lơ đễnh nói. Hai người nếu là nghe qua Tiêu Phàm sự tích, có lẽ liền sẽ không cho là như vậy. Tiêu Phàm ba người đi ra đại điện, bên ngoài cũng là một cái rộng lớn quảng trường, người trên quảng trường sơn nhân biển, xếp thành mấy đầu hàng dài, không biết đang làm gì. Tiêu Phàm ba người bị trước mắt một màn hấp dẫn, nhất thời không chú ý tới có người hướng truyền tống điện đi tới. Diệp Thi Vũ không cẩn thận đụng phải một bóng người. Liền lão tử cũng dám đụng, mù ngươi. Gầm lên một tiếng truyền ra, lại là một cái chừng 30 tuổi kim bào nam tử, chỉ là hắn còn chưa nói xong, lập tức sắc mị mị hướng về trước người Diệp Thi Vũ. Ở kim bào phía sau nam tử, đứng đấy bốn nam tử, khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Thi Vũ một sát na kia, tất cả đều ánh mắt sáng lên, hiện lên một vòng nóng rực chi quang. Thật xin lỗi. Diệp Thi Vũ trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn là hơi xin lỗi nói. Mới đến, tự nhiên cẩn thận là hơn, nhưng mà, đối diện kim bào nam tử, lại không định lúc này bỏ qua. Khi hắn nhìn thấy Diệp Thi Vũ dung nhan tuyệt thế lúc, hai chân đã bước bất động. Tiểu nương tử, một câu thật xin lỗi có thể không đủ à? Kim bào nam tử cười tủm tỉm nói, ánh mắt lại cũng từ Diệp Thi Vũ trên người không rời ra. Về phần Tiêu Phàm cùng thần vô tâm, đã hoàn toàn bị hắn không để ý đến. Tiêu Phàm nhíu mày, nếu như là bình thường, dám khinh bạc hắn nữ nhân, hắn trực tiếp liền đem kim bào nam tử con mắt được đào lên. Vậy ngươi muốn như thế nào? Diệp Thi Vũ nhíu mày, nàng cũng không phải là sợ phiền phức chủ. Kim bào nam tử quét mấy người hậu phương truyền tống điện một cái, lập tức minh bạch cái gì, cười nói, chắc hẳn tiểu nương tử là lần đầu tiên đến man hoang cổ thành A. Trước tự giới thiệu mình một chút, tại hạ cung sở, ngươi có thể gọi ta sở tướng công. Cẩn thận hỏa từ miệng mà ra. Diệp Thi Vũ còn chưa mở miệng, Tiêu Phàm lạnh như băng nói, lạnh lùng sát khí như ẩn như hiện. Kim bào nam tử cung sở lúc này mới ý thức được Diệp Thi Vũ còn có hai người đồng bạn, nghe được lời nói của Tiêu Phàm, hắn ánh mắt lạnh lẽo tiểu tử, ngươi nói không sai, cẩn thận hỏa từ miệng mà ra, ngươi cũng đã biết ta là ai. Tất yếu biết sao. Tiêu Phàm khinh thường nói. Nhưng hắn trong lòng đã đoán được cung sở thân phận, cung gia ở man hoang cổ cương cũng coi là đại gia tộc, lần trước hắn ở bách sát tháp bên trong còn giết một cái gọi cung giật người, chỉ là hắn một mực không để ở trong lòng mà thôi. Hắn không nghĩ tới, vừa tới man hoang cổ thành, liền lại gặp được cung gia người, chẳng lẽ còn thực sự là oan gia ngõ hẹp. Nha, tiểu tử, người vẫn rất hoành, người có tin hay không, chỉ cần ta một câu. Liền nhường ngươi sống không bằng chết. Cung sở cũng tới tính tình, cười lạnh nói. Không tin, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại. Hắn mặc dù nhìn không ra cung sở tu vi, nhưng từ hắn vừa mới phát ra khí tức đến xem,
tối đa cũng chỉ là đại đế cảnh tiền kỳ mà thôi. Tiêu Phàm dĩ nhiên chỉ là thần vương cảnh tu vi, bất quá bình thường đại đế cảnh tiền kỳ, hắn thật đúng là không để vào mắt. Cung Sở nghe vậy, không khỏi híp híp hai mắt, hắn tự báo tính danh, Tiêu Phàm vậy mà một chút cũng không sợ hãi, chẳng lẽ hắn thật có dạng này lực lượng. Tiểu tử, người tên gì? Cung Sở hỏi, ở không biết rõ ràng Tiêu Phàm thân phận trước, hắn cũng có chút không nắm chắc được Tiêu Phàm. Dù sao, trước kia gặp gỡ người, chỉ cần báo ra tên mình, đều sẽ lộ ra sợ hãi, thậm chí, một chút nữ tu liền trực tiếp ôm ấp yêu thương. Ngươi không xứng biết rõ. Tiêu Phàm khinh thường nhìn Cung Sở một cái, không đợi Cung Sở trả lời, lại nói, chó khôn không cản đường. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp hướng về Cung Sở đi đến, cũng không có vòng qua Cung Sở ý nghĩa. Tiêu Phàm nhìn thấy Cung Sở khinh bạc Diệp Thi Vũ, đã sớm tức giận lên đầu, không có trực tiếp động thủ, đã coi như là ẩn nhẫn. Thần Vô Tâm thấy thế, thầm nghĩ trong lòng không tốt, quả nhiên, sau một khắc không chuyện tốt liền đã xảy ra. Cung Sở cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm sẽ như vậy hoành, hắn đường đường cung ra người, thậm chí ngay cả biết rõ một cái tên người chứ tư cách đều không có, cái này khiến hắn như thế nào không giận. Tiểu tử, người muốn chết hay sao? Cung Sở không lùi mà tiến tới, hắn bốn người sau lưng lập tức thân hình lóe lên, đem Tiêu Phàm ba người vây ở trung ương. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn động thủ sao? Diệp Thi Vũ con ngươi cũng biến thành băng lạnh. Nơi đây động tĩnh không nhỏ, lập tức đưa tới không ít tu sĩ vây xem, nhìn thấy Tiêu Phàm ba người đắc tội là Cung Sở, rất nhiều người lộ ra vẻ đồng tình. Cái này ba người thật đúng là thật lớn mật, vậy mà cùng Cung Sở đỡ lên, chẳng lẽ bọn họ không biết, Cung Sở là nổi danh lưu manh vô lại sao? Cung Sở không chỉ có riêng là cung gia người, hơn nữa còn là đế cung người, đắc tội hắn, đoán chừng không có quả ngon để ăn. Ai nói không phải đây? Ba người này đoán chừng là từ phía dưới đế vực đến, ngạo khí hết sức, đáng tiếc nơi này không phải đế vực, mà là cổ cương, đã từng thiên tài, ở trong này nhưng không thế nào đáng tiền. Ở trong này đều có thể đụng tới Cung Sở, thật đúng là không phải bình thường suối quẩy, đáng tiếc cái kia nữ tu, Cung Sở nhìn thấy nữ nhân thế nhưng là bước bất động chân, man hoang cổ thành đều không biết bao nhiêu nữ tu hỏng bét hắn ương. Vây xem tu sĩ xì xào bàn tán, khe khẽ bàn luận lấy, nhìn về phía Cung Sở ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bọn họ thanh âm không lớn, nhưng Tiêu Phàm ba người lại là nghe được rõ rõ ràng ràng, sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên, thầm mắng mình hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, vậy mà đụng phải dạng này hoàn khố. Ngược lại là Cung Sở, nghe được đám người tiếng nghị luận, ngược lại lộ ra dương dương đắc ý, căn bản không có bất luận cái gì xấu hổ. Đối với hắn mà nói, sớm cũng không biết xấu hổ là vật gì, thân làm cung gia người. Chỉ cần không có đắc tội hắn không thể trêu vào gia tộc là được, tỉ như hoang gia. Về phần gia tộc khác, dù là chọc phải, hắn cũng sẽ cái rắm sự tình đều không có, đây cũng là hắn ở man hoang cổ thành hoành hành bá đạo một trong những nguyên nhân. Tiểu nương tử, ngươi cũng không muốn ta động thủ đi, chỉ cần ngươi ngủ cùng ta một giấc. Cung Sở cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thi Vũ nói, hoàn toàn không nhìn Tiêu Phàm. Đám người nghe nói như thế, trong lòng âm thầm lắc đầu. Cái này Cung Sở quả nhiên là một vô lại, như vậy mà nói, ở trước công chúng đều dám nói ra. Bất quá, đám người giận mà không dám nói gì, không có người nào nguyện ý đắc tội Cung Sở. Chỉ là, không đợi Cung Sở nói cho hết lời, đột nhiên một đạo tàn ảnh hiện lên, sau một khắc, ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt, một cái to lớn bàn tay hung hăng quất vào Cung Sở trên mặt. 3. Cung Sở sờ không kịp đề phòng, bị một cái tát kia rút chúng. Một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, Cung Sở cả người giống như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược mà ra. Cũng may hắn cũng là đại đế cảnh tiền kỳ, vẻn vẹn bay ngược mấy chục trượng khoảng cách liền ổn định trên người, ở trên mặt hắn, xuất hiện một cái đỏ tươi dấu năm ngón tay. Tê một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, ánh mắt tất cả đều rơi vào Tiêu Phàm trên người. Không sai, vừa rồi đem Cung Sở một tát bay, chính là Tiêu Phàm. Ai cũng không ngờ tới, Tiêu Phàm lại dám ngay trước mặt nhiều người như vậy đánh Cung Sở mặt, chẳng lẽ hắn chán sống rồi hay sao? Hỗn trướng, Cung Sở mặt đỏ tới mang tai, tu luyện tới bây giờ, còn chưa bao giờ có người đập tới hắn bàn tay, hơn nữa còn là ngay trước mặt nhiều người như vậy, khẩu khí này hắn như thế nào nuốt được đi? Giết hắn, Cung Sở gầm thét một tiếng,
hắn hiện tại đã không muốn đem Diệp Thi Vũ chiếm thành của mình, chỉ muốn giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, mau trốn. Thần Vô Tâm vội vàng kêu lên. Cung Sở có lẽ không phải Tiêu Phàm đối thủ, nhưng hắn thuộc hạ cũng là đại đế cảnh tu vi, trong đó còn có một cái đại đế cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm như thế nào đối thủ. Lấy Cung Sở thân phận, cho dù giết Tiêu Phàm cũng là giết phí công. Trốn, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới trốn. Bản thân nữ nhân bị người khinh bạc, nếu như Tiêu Phàm còn thờ ơ, vậy coi như không phải hắn Tiêu Phàm. Các ngươi lui ra phía sau, mắt thấy bốn người sắp tới gần thời khắc, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại để lại một câu nói, liền đạp không mà lên, bay thẳng cái kia bốn tôn đại đế đi. Sinh tử lĩnh vực, mở, Tiêu Phàm trong lòng một tiếng buồn bực hống, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, đen bạch sắc quang mang nở rộ, ngưng tụ thành một cái cự đại ma bàn nghiền ép mà ra. Sinh tử đại ma bàn, đây là Tiêu Phàm nửa năm trước lĩnh ngộ ra sinh tử pháp tắc đệ tứ trọng ảo diệu, uy lực tuyệt luân, nhất là ở hắn nửa năm này lĩnh ngộ ra pháp tắc lĩnh vực lực lượng, càng là uy lực tăng gấp bội. Trắng đen xen cái đại ma bàn xuất hiện một sát na kia, đám người không khỏi trợn to hai mắt, lộ ra không thể tin. Đây là dung hợp pháp tắc, khó trách hắn một cái thần vương cảnh, có thể đem Cung Sở tung bay, dung hợp pháp tắc lĩnh vực, cũng không yếu hơn thế giới chi lực a. Có người sợ hãi than nói, có thể lãnh ngộ dung hợp pháp tắc chi lực người, không có chỗ nào mà không phải là vạn người không được một thiên tài, cũng là có thể vọt giai khiêu chiến nhân vật. Đáng tiếc, nếu là đối thủ của hắn chỉ là đại đế cảnh tiền kỳ, có lẽ thắng bại chưa hẳn, có thể Cung Sở một cái thuộc hạ chính là đại đế cảnh trung kỳ tu vi. Có người âm thầm lắc đầu. Những người khác cũng phần lớn không coi trọng Tiêu Phàm, thần vương cảnh đỉnh phong, có thể cùng đại đế cảnh một trận chiến, đã 10 điểm yêu nghiệt. Nhưng nếu muốn cùng đại đế cảnh trung kỳ chiến đấu, không khác nói mơ giữa ban ngày. Oanh, tiếng vang cực lớn truyền ra, thẳng hướng Tiêu Phàm bốn cái đại đế cảnh cường giả, có ba cái bị sinh tử đại ma bàn hất bay ra ngoài, khóe miệng lưu lại một tia máu tươi. Bất quá, còn có một người lại là vẻn vẹn dừng lại một chút, lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm, người này là đại đế cảnh trung kỳ, thực lực tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn thiếu chút nữa thì triệu hoán ra sát lục luyện ngục, sát lục luyện ngục vừa ra, quản ngươi là đại đế cảnh trung kỳ, vẫn là đại đế cảnh đỉnh phong, hắn Tiêu Phàm đều không hề sợ hãi. Nhưng là ở cái này bên trong, Tiêu Phàm không dám sử dụng sát lục luyện ngục, khẳng định có không ít người có thể nhận ra. Hơn nữa, Tu La cửu biến cũng là như thế, nếu không mà nói, một cái đại đế cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm thật đúng là không nhất định e ngại. Mắt thấy cái kia đại đế cảnh trung kỳ cường giả càng ngày càng gần, Tiêu Phàm thần sắc cũng biến thành càng ngày càng băng lạnh, lộ ra vẻ tàn nhẫn, trong tay cũng xuất hiện một mai hạt châu màu xám. Tiểu tử, dám đắc tội bản thiếu gia, nhìn ngươi chết như thế nào? Cung Sở nhìn thấy Tiêu Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ choáng váng, lập tức cười gằn. Tiêu Phàm nơi nào là sợ choáng váng, hắn là đang do dự phải chăng vận dụng thời không thiên châu lực lượng. Không cách nào sử dụng Tu La thủ đoạn, thời không thiên châu chính là hắn lớn nhất át chủ bài. Chết đi, cái kia đại đế cảnh trung kỳ cường giả một trưởng vỗ ra, Tiêu Phàm sinh tử đại ma bàn chậm rãi bị phá hủy. Sinh tử đại ma bàn mặc dù đạt đến pháp tắc lĩnh vực cấp độ, nhưng cùng thế giới chi lực so sánh, vẫn như cũ không ở cùng một cái cấp độ. Đại đế cảnh cường giả, nội thiên địa diễn hóa thành thế giới, khống chế một cái thế giới lực lượng, uy lực tự nhiên không phải pháp tắc có thể so sánh. Oanh, rốt cục, sinh tử đại ma bàn nổ tung, hóa thành từng đạo pháp tắc thần liên gào thét tứ phương, cũng may quảng trường này cũng không đơn giản, có trận pháp gia trì, bằng không mà nói, đoán chừng đã sớm hủy diệt hầu như không còn. Tiêu Phàm nhìn xem không trung cái kia bá đạo trưởng cương đánh rơi xuống mà xuống, trong mắt cũng hiện lên một tia vẻ hung ác. Thế giới chi lực xa. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, cái này Cung Sở thật đúng là không phải bình thường bá đạo. Tiến vào cung gia, hậu quả Tiêu Phàm như thế nào không minh bạch, 89/10 là có đi không về, đừng nói hắn đối với Cung Giật không có một chút ấn tượng, chính là Cung Giật thực chính là hắn giết, vậy thì như thế nào? Bách sát chiến trường, vốn là ngươi giết ta, ta giết chỗ của ngươi, giết cũng giết phí công. Ta nếu không đi đây, Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa trở nên lạnh lùng lên.
Cái này có thể không phải do ngươi. Cung Sở cười lạnh, một bộ lão tử ăn chắc bộ dáng của ngươi. Cái này Kiếm Hồng Trần, thật đúng là thật to gan, liền Cung Giật cũng dám giết, giết thì cũng thôi đi, lại còn dám đến man hoang cổ thành, đây không phải tự chui đầu vào lưới sao. Chính là a, lấy thiên phú của hắn, đợi một thời gian, tất nhiên có thể đột phá đại đế cảnh, thậm chí vượt qua đại đế cũng khó nói. Một thiên tài, liền muốn yêu chiết, đáng tiếc. Đám người âm thầm cảm thán, bất quá cũng không ít người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác, những người này ở đây bách sát chiến trường đoán chừng cũng nếm qua Tiêu Phàm thua thiệt. Cung Sở, người cho ta không tồn tại sao? Liền khi Tiêu Phàm cùng Cung Sở dương cung bạt kiếm thời khắc, Tà Vũ thanh âm vang lên lần nữa. Đột nhiên, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, một đôi mắt lạnh lẽo hướng về Cung Sở, nhìn Cung Sở tê cả da đầu. Con người của ta không ưa nhất chính là lấy nhiều khi ít, ỷ mạnh hiếp yếu, người muốn động tay, ta tới phụng bồi. Tà Vũ ngữ khí bình thản nói, làm một cái thủ hiệu mời. Cung Sở sắc mặt âm tình bất định, ứng phó Tiêu Phàm hắn không sợ, nhưng đối phó Tà Vũ, cho hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám. Tiêu Phàm cũng là hơi kinh ngạc, mình cùng Tà Vũ có thể không có quan hệ gì, Tà Vũ vì sao sẽ trợ giúp bản thân đây? Không động thủ. Liền lăn a, Tà Vũ đột nhiên lạnh rên một tiếng, sự kiên nhẫn của hắn cũng giống như ma diệt, sát khí lạnh lẽo nở rộ mà ra. Giờ khắc này, không chỉ Cung Sở, ngay cả cái kia đại đế cảnh trung kỳ lão giả, cũng dọa cho phát sợ. Thật mạnh, Thần Vô Tâm cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Để cho bọn họ kinh ngạc là, Tà Vũ rõ ràng chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong a, trên người tán phát khí tức, vậy mà không kém gì đại đế cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm nhìn thật sâu Tà Vũ một cái, nguyên bản hắn cho rằng Tà Vũ như vậy cuồng, cũng đã đột phá đại đế cảnh. Nhưng trên thực tế, Tà Vũ vẫn như cũ chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong, vì sao hắn một cái thần vương cảnh đỉnh phong, nhưng ngay cả cung gia đều e ngại đây. Hắn cũng không thể không thừa nhận Tà Vũ cường đại, cho dù là hắn, đối chiến Tà Vũ, cũng không có thắng được nắm chắc. Đương nhiên, nếu là toàn lực ứng phó, át chủ bài ra hết. Tiêu Phàm cũng sẽ không e ngại đại đế cảnh trung kỳ. Chúng ta đi, Cung Sở rốt cục chịu không được áp lực, khẽ cắn môi, hất lên áo bào, mang theo hắn bốn cái thuộc hạ rời đi. Không khí khẩn trương lập tức biến mất không thấy gì nữa, bốn phía người vây quanh nhìn thật sâu Tà Vũ một cái, quay người rời đi. Sau một khắc, Tà Vũ sát khí trên người lập tức biến mất, mà là lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, cười nhìn lấy Tiêu Phàm mấy người. Tạ. Tiêu Phàm hơi hơi chắp tay nói. Nếu như hôm nay không phải Tà Vũ xuất hiện, tránh không được một phen ác chiến, thậm chí cuối cùng bại lộ bản thân Tu La Tộc, thậm chí Tu La Tộc trưởng thân phận, đây cũng không phải là Tiêu Phàm muốn thấy. Một lễ này, Tiêu Phàm cũng là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Ta giúp ngươi một chuyện, mời ta uống ngừng lại rượu, như thế nào? Tà Vũ cười nói, lơ đễnh khoát khoát tay. Vui lòng phụng bồi. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng nói. Không liên quan Tà Vũ vì sao muốn giúp mình, nhưng nhân tình này, Tiêu Phàm đến nhận. Hơn nữa, nhân vật như vậy, Tiêu Phàm cũng nguyện ý kết giao, huống hồ tạm thời mà nói, Tà Vũ cũng không tính được địch nhân. Tà Vũ, ngươi thật chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong. Đột nhiên, một bên Thần Vô Tâm nhìn không được hỏi. Tà Vũ ánh mắt hơi trầm xuống, mặc dù hắn cho Tiêu Phàm mặt mũi. Nhưng cũng không đại biểu hắn cũng sẽ cho Thần Vô Tâm mặt mũi. Thần Vô Tâm xấu hổ cười một tiếng, hắn cũng cảm thấy mình hỏi có chút lỗ máng, vội vàng nói ta không ý tứ gì khác, chỉ là nhìn thấy bọn họ như vậy sợ ngươi. À, đoạn thời gian trước, có cái không có mắt đại đế cảnh trung kỳ tu sĩ, bị ta thuận tay cho làm thịt. Tà Vũ lơ đễnh nói, tựa như giết chết một cái đại đế cảnh trung kỳ tu sĩ, chỉ là cùng bóp chết một con kiến một dạng. Nhưng mà lời này, nghe vào Thần Vô Tâm trong tai, lại giống như sét đánh ngang tai, trực tiếp kêu lên, cái gì? Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, hắn thấy, Tiêu Phàm có thể ở thần vương cảnh đỉnh phong cùng đại đế cảnh trung kỳ rằng co, đã coi như là cực kỳ yêu nghiệt. Nhưng Tà Vũ, nhưng ở thần vương cảnh đỉnh phong, giết chết một cái đại đế cảnh trung kỳ cường giả, đây quả thực là nghịch thiên. Tiêu Phàm cũng là mí mắt hơi nhảy, nếu như át chủ bài ra hết. Hắn cũng có thể chém giết đại đế cảnh trung kỳ, có thể tuyệt đối làm không được Tà Vũ nói tới như vậy hời hợt. Hắn biết rõ,
bản thân vẫn như cũ còn đánh giá thấp Tà Vũ thực lực. Bất quá, Tiêu Phàm cảm thấy Tà Vũ không phải chỉ đơn giản như vậy, một lần này hắn ra tay trợ giúp bản thân, khẳng định không chỉ là uống rượu mà thôi. Đi, ta biết nơi này có một gian tửu lâu, nơi đó rượu rất không tệ. Tà Vũ sang sảng cười nói. Ngay sau đó, Tà Vũ mang theo Tiêu Phàm ba người tìm một gian tửu lâu ngồi xuống, Tà Vũ điểm một bàn đồ ăn, muốn mấy vỏ rượu, cũng không để ý Tiêu Phàm bọn họ, tự lo không xong uống. Qua ba lần rượu, Tà Vũ lúc này mới lên tiếng nói, Tiêu huynh, người tới Man Hoang cổ thành, có thể có ý nghĩ gì? Ý nghĩ, Tiêu Phàm không hiểu, lộ ra ý nghĩa vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ Tà Vũ rốt cục nhịn không được, chuẩn bị nói chuyện chính. Lần trước ngươi chiếm lấy Bách Sát bảng người thứ ba, là có cơ hội tiến vào đế cung cùng Bách Sát các. Tà Vũ một đôi thâm thúy con mắt hướng về Tiêu Phàm, nói, ngươi là chuẩn bị tiến vào đế cung, vẫn là tiến vào Bách Sát các. Rốt cuộc đã đến, Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, suy nghĩ một chút nói, Bách Sát các cùng đế cung sự tình ta cũng nghe nói, tiến vào Bách Sát các về sau, là có thể tiến vào đế cung, không phải sao? Ta khuyên ngươi bỏ đi ý nghĩ này. Tà Vũ lắc đầu, buông xuống vỏ rượu. Xin lắng tai nghe, Tiêu Phàm trịnh trọng nói, nhìn thần vô tâm một cái, chẳng lẽ thần vô tâm lại lừa gạt mình? Ngươi lấy được tin tức, đó đã là chuyện lúc trước, hiện tại, đế cung cùng Bách Sát các quan hệ trong đó thế nhưng là thập phần vi diệu, người bình thường có thể đồng thời gia nhập. Tà Vũ giải thích nói. Dừng một chút, Tà Vũ lại nói, nhưng là, ngươi lại không nhất định, hơn nữa, nếu gia nhập Bách Sát các về sau. Lại gia nhập đế cung, chẳng những không có bất kỳ ý nghĩa gì, thậm chí hai bên đều không lấy lòng. Tiêu Phàm bưng chén rượu, khẽ nhấp một cái, chỉ chốc lát sau mới nói, sau đó thì sao? Xem ra trong lòng ngươi sớm đã có đáp án. Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, Tà Vũ đột nhiên đắng chát cười nói, ta nghĩ, cho dù ta không tới tìm ngươi, ngươi cũng sẽ gia nhập Bách Sát các a. Bởi vì ngươi hiện tại vẫn như cũ chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm cười cười, cũng không giải thích nhiều, hắn rất muốn nói, ta cũng muốn đột phá đại đế cảnh a, nhưng ta tận lực, cũng vẫn như cũ chỉ có thể đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong. Bất quá Tiêu Phàm là không thể nào nói, ngay sau đó nói tránh đi, không sai, nhưng ta cũng biết rõ, người tìm ta, không chỉ là muốn để cho ta gia nhập Bách Sát các đơn giản như vậy a. Tà Vũ một trận trầm mặc, sau nửa ngày mới nói, không sai. Ta nghĩ mời ngươi cùng ta cùng một chỗ bước vào vạn tộc thí luyện cổ lộ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 143.